chúng con tuân thỉnh sư thầy cho chúng con nghe pháp. Để chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Thiền niệm sự chết. Niệm về sự chết tức là thiền niệm sự chết, tức là thiền tưởng niệm về cái chết, tưởng nhớ đến cái sự chết. Cái sự chết thì nó có những cái thật chết. Mình tưởng niệm đến cái chết ở đây nó có hai cái đối tượng, đó là cái chết ở bên ngoài và cái chết ở bên trong. Cái chết ở bên ngoài có nghĩa là cái chết của người khác, thì gọi là cái chết. Còn cái chết ở bên trong là cái chết của chính mình. Vậy thì cái người hành thiền niệm sự chết là mình niệm cái sự chết ở bên ngoài hay bên trong? Niệm sự chết là phải niệm cả hai, niệm sự chết ở bên ngoài và niệm sự chết ở bên trong. Tức là mình tưởng niệm đến cái chết ở bên ngoài và tưởng niệm đến cái chết ở bên trong mình. Thế nào là sự chết? Đầu tiên là phải hiểu chết. Vậy chết là gì? Muốn niệm sự chết thì phải hiểu về cái chết. Chết là gì? Hỏi đến chết là gì có ai biết không? Ai cũng chết thì đơn giản quá, nhưng mà mình chưa chết à? Nhưng mà mình vẫn biết vì xung quanh mình có quá nhiều sự chết, có quá nhiều người đã chết, có quá nhiều sinh vật đã chết. Vậy thì chết là một cái sự chấm dứt cái mạng sống. Chết là cái chấm dứt mạng sống, tức là cái đến một lúc nào đó mình lìa đời thì lúc đấy được gọi là chết. Và cái từ chết này nó rất là phong phú. Ví dụ như vua chết thì gọi là gì? Băng hà. Và Đức Phật mà chết thì gọi là gì? Nhập niết bàn. Một vị sư mà chết thì gọi là viên tịch. Có rất nhiều cái chết. Có người chết thì gọi là toi mạng. Có người chết thì chết có nghĩa là chết, đi đời, hết đời. Tại sao mạng sống nó lại bị chấm dứt? Tại sao còn chúng sinh lại phải chết? Nguyên nhân gì mà khiến cho cái sự sống nó bị chấm dứt? Đang có sự sống mà tại sao nó lại phải chấm dứt? Nguyên nhân thì lý do gì? Ai cũng phải chết, nhưng mà cái sự chết nó có giống nhau không? Cái chết nó không có giống nhau. Mỗi người chết do một nguyên nhân, mỗi người chết do một lý do khác nhau. Vậy thì cái chung quy lại nó là tại sao? Chung quy lại là tại sao lại phải chết? Mà có ai muốn chết không? Chẳng ai muốn chết cả. Tại sao mình không duy trì cái mạng sống này 100 năm, 200 năm, 400 năm? Cứ sống được có một chút, được mấy chục năm đã phải chết rồi. Vậy thì nó phải có cái vấn đề gì đó. Ở trong cái sự sống này có vấn đề gì đó để cho mình không có tồn tại lâu được. Chết nó có những nguyên nhân. Chết do hết nghiệp nên mạng sống bị chấm dứt. Chết do hết tuổi thọ nên mạng sống chấm dứt. Chết do hết cả nghiệp và tuổi thọ nên mạng sống chấm dứt. Và do mạng sống bị cắt ngang nên mạng sống chấm dứt.
Vậy thì nó có bốn cái nguyên nhân dẫn đến cái chết. Chính vì vậy cho nên là có người thì chết rất là sớm, mà có người thì sống rất lâu, mà có người thì chết ở cái mức trung bình vừa vừa. Cái tuổi thọ nó khác nhau, không ai giống ai. Cái nguyên nhân đấy nó do bốn cái nguyên nhân này. Đó là nghiệp hết cho nên là phải chết, thọ mạng hết, cái tuổi thọ hết phải chết, cả nghiệp và tuổi thọ đều hết. Và có những người thì nghiệp còn, tuổi thọ còn, nhưng làm sao, nhưng mà bị cướp đoạt mạng sống. Có cái đối tượng khác nó cố tình nó cướp đoạt mạng sống đấy, thì là bị cắt ngang mạng sống, đôi khi nó bị cắt ngang. Đấy nên gọi là chết. Có bốn cái nguyên nhân như vậy. Nguyên nhân thứ nhất, thế nào là mạng sống bị chấm dứt do hết nghiệp. Nghiệp là những cái mà mình đã tạo tác, những cái hành động mình tạo tác ở trong quá khứ, nên gọi là nghiệp. Có thể là thiện nghiệp, có thể là ác nghiệp. Thế một cái người mà duy trì cái mạng sống được lâu dài, là cái gì nó cái nghiệp thì nó duy trì, nó làm cho mạng sống được lâu dài, nó làm cho kéo dài mạng sống, đó là thiện nghiệp. Những cái thiện nghiệp nó sẽ duy trì cái mạng sống đấy. Nó giống như là bây giờ một cái đèn mà mình đốt lên mà nó có ánh sáng, thì nó phải có một cái nguồn dầu ở dưới, thì cái nghiệp mình tích lũy vậy nó hỗ trợ cho cái mạng sống của mình vậy, nó rất là tiềm ẩn. Thế nhưng bây giờ mình nhìn thấy một cái cây đèn, thì mình chỉ quan sát cái ngọn lửa của nó, nhưng mà bên dưới ngọn lửa đấy nó phải có một cái nguồn dầu nó cung cấp để cho cái cây đèn đấy tỏa sáng. Vậy bây giờ cái sự sống của mình cũng vậy, nó tiềm ẩn ở đằng sau cái sự sống này, nó là những cái nghiệp, vô số những cái nghiệp nó hỗ trợ, nó duy trì cho cái mạng sống này. Khi nào mà cái nghiệp nó còn thì mạng sống sẽ còn được duy trì, khi nào cái nghiệp nó hết thì cái mạng sống nó sẽ hết. Cho nên rằng là có cái người ta có những cái nghiệp rất là nhiều, cho nên người ta sống rất là lâu, sống 100 tuổi người ta chưa muốn chết. Mà cũng có những người thì mới được 1, 2, 3 tuổi, 5, 7 tuổi, 10, 20 tuổi, 30 tuổi đã phải chết rồi. Thì đấy là do cái nghiệp của họ ít quá, những cái nghiệp để hỗ trợ cho mạng sống nó ít quá. Bây giờ ví dụ như là một cái người mà ở cái đời trước ấy, người ta sinh ra làm một cái nghề đó, người ta chuyên đi săn bắn, chuyên đi đánh bắt, thì người ta sống cả một cái kiếp sống như vậy, thì cả một cái kiếp sống đấy là người ta luôn luôn đi cướp đoạt mạng sống của người khác. Thì người ta có tạo ra được cái nghiệp để duy trì cái kiếp sống ở đời này không? Thì cái khái nghiệp mà họ tạo đấy toàn là các cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp đấy thì sinh ra trên đời này rất là khó duy trì mạng sống. Cho nên là, nhưng mà làm sao đến lúc chết người ta lại vẫn sinh lại làm người? Có thể là do đến cái lúc mà gần cuối đời họ biết làm một chút thiện nghiệp. Có thể là lúc cuối đời này họ biết tu tập, biết bỏ cái việc ác đấy, làm được một chút việc thiện, cho nên là đến lúc chết được sinh lại làm người. Thì được sinh lại làm người là một cái may mắn rồi. Tuổi thọ con người đáng lẽ là phải trên 70 tuổi rồi, nhưng mà họ chỉ sống được 10 tuổi, 20 tuổi họ đã chết rồi. Thế thì nếu mà xét về cái nghiệp ấy, là họ ấy hết nghiệp rồi. Cái lúc này muốn sống nữa không sống được, vì không có tạo được nhiều cái thiện nghiệp để sống nữa, để duy trì cái mạng sống này. Cho nên là nó sẽ sinh ra đủ một nguyên nhân khiến cho người đó phải chết. Vì vậy cho nên ở trên đời có rất nhiều những người chết rất sớm, mà không có ai là cái người muốn cho người đó chết, ai cũng muốn người đó phải sống. Ví dụ người đó có một chút bệnh thì được mọi người hết lòng cố tình chăm sóc cứu chữa, nhưng mà người đó vẫn chết. Mặc dù mọi người đã dùng hết cái khả năng để níu giữ cái mạng sống cho người đó, người đó được cái sự hỗ trợ của rất nhiều người, nhưng người đó vẫn phải chết vì hết nghiệp. Vậy là cái người đấy tạo ít nghiệp quá nên cho nên là nó chết. Nhưng là ví dụ như cũng có một cái chúng sinh vậy,
khi mà còn sống người ta tạo rất là nhiều cái ác nghiệp như vậy, mà đến khi chết rồi lại vào địa ngục thì họ có chết sớm không? Khi mà họ sống ở trong địa ngục ấy, thì do họ có nhiều ác nghiệp thì họ có chết sớm hay là họ sẽ được sống lâu? Nếu như cái ác nghiệp đấy nó duy trì, nó hỗ trợ cho một chúng sinh mà sống ở những cái cõi khổ ấy, thì nó lại làm cho chúng sinh đấy sống rất là lâu, sống rất là lâu. Nếu như chúng sinh mà tạo những cái thiện nghiệp nhiều, bây giờ có một chúng sinh thì lúc còn sống tạo rất nhiều thiện nghiệp, không có sát hại, sát sinh, hại mạng ai cả, toàn làm những việc thiện, nhưng mà do đến cuối đời thì tự nhiên lại khởi một số cái ác nghiệp, làm một số cái bất thiện nghiệp, cho nên đến khi chết thì đọa xuống cõi khổ. Thì cái chúng sinh đấy đọa cõi khổ có lâu không? Không lâu, vì cái nghiệp nó hết, cái ác nghiệp nó hết, cho nên cái chúng sinh đấy cũng chết rất là sớm, ở cái cõi khổ đấy chết rất là sớm. Và chúng sinh đấy lại sinh đến cõi người thì lại được sống lâu ở cõi người. Đấy là cái nghiệp ở cõi người là một cái cõi gọi là cõi lành, thì nó cần có nhiều nghiệp lành hỗ trợ. Cõi người là cõi lành, cần có nhiều nghiệp thiện, nhiều nghiệp lành hỗ trợ. Ở cõi trời, cõi chư thiên thế, là những cái cõi lành nên phải có nhiều nghiệp lành, nghiệp thiện để hỗ trợ thì cái tuổi thọ mới được duy trì. Còn ở cái cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, chúc sinh là những cái cõi khổ đau, thì nó là cõi khổ, cho nên là những cái nghiệp bất thiện nó hỗ trợ cho cái chúng sinh đấy được sống lâu. Còn những cái thiện nghiệp nó sẽ hỗ trợ cho cái chúng sinh đấy chết sớm. Ví dụ bây giờ có người thân nhà mình qua đời, nhưng mà lại sinh vào cái tái sinh vào là một cái kiếp ngã quỷ, bây giờ mình muốn là cầu siêu cho cái người đấy thoát khỏi kiếp ngã quỷ thì mình làm sao cầu siêu, làm sao? Tức là mình phải làm nhiều thiện nghiệp, nhiều thiện nghiệp để hỗ trợ cho cái chúng sinh, cái người thân mà đang ở cái cõi khổ này, thì cái thiện nghiệp đấy nó cắt đứt cái ác nghiệp kia, nó làm cho cái chúng sinh đấy chết sớm. Tức là chúng sinh đang ở cõi khổ mà phải chết sớm thì mới sanh về cái cõi lành này. Ấy, thì nếu chúng sinh cứ có nhiều nghiệp lành thì sống ở cái cõi lành có một cuộc sống lâu dài, mà nhiều nghiệp ác thì sẽ sống ở cái cõi khổ, sống một cái cuộc sống lâu dài. Đấy, còn nếu mà cái nghiệp của mình nó ở mức trung bình thì mình sống trung bình, cái nghiệp thiện nó ít thì mình sẽ sống ở cái cõi lành này được ít. Đó là có người chết mà do hết nghiệp, cho nên mà hết nghiệp rồi thì không thể nào cứu được. Như ở thời tiền tận, do hết nghiệp, thế nên là mạng sống bị chấm dứt do hết tuổi thọ. Phải có cái tuổi thọ. Tuổi thọ thì là quy định là bao nhiêu. Bây giờ có người mà bây giờ mà mới sống được 70 tuổi mà chết thì mình sẽ nói là cái người này chết sớm hay là chết muộn. 70 tuổi mà chết là chết sớm hay chết muộn, chết già hay chết trẻ? Chết già. 60 tuổi mà chết thì chết già hay trẻ? 50 tuổi mà chết thì già hay trẻ? Trẻ. 50 tuổi còn trẻ. 60 tuổi còn trẻ không? Còn trẻ. 70 tuổi còn già hay trẻ? 80 tuổi rồi thì còn lại nó còn nguyên tiếc gì nữa không? Thì chết rồi hết thọ mạng, tức là đến cái tuổi thọ trung bình của con người. Thế thì cái tuổi thọ mặc dù thiện nghiệp duy trì mạng sống còn vẫn còn mạnh, nhưng tuổi thọ hết thì vẫn phải chết. Tức là có những người thiện nghiệp rất là nhiều, đáng lẽ là cái tuổi sống chưa hết nhưng mà thọ mạng nó hết rồi, cho nên là vì đó cái người đó phải chết. Giống như một cái xe nó đang chạy, xăng nó vẫn còn mà sao nó lại chết máy? Có lúc cái xe nó chết máy mà hay nó hết xăng, nhưng mở ra thấy xăng nó còn mà tại sao nó chết? Là do cái gì? Là do cái xe nó hỏng mà, do cái xe lâu ngày nó han gì nó chết. Cũng như nhiều người vậy, nghiệp vẫn còn, thiện nghiệp vẫn còn, nhưng mà phải chết, bởi vì là cái thân này nó cũ kỹ quá. Cũ kỹ giống như một cái cỗ xe nó hoạt động nhiều quá rồi,
thế bây giờ nó tàn phế nên là nó phải chết, cho nên là phải giống như con rắn đi lột da chết rồi để thay với cái thân khác, chết chết cái thân này nó phải chết đi để nó còn thay cái thân khác thôi, thân khác mới hơn, đổi cái cũ lấy cái mới thì có ai không, có tiêm không, đáng nhất là vui mừng nhỉ. Nhiều người thừa điều kiện chăm sóc thân thể không thiếu thốn gì nhưng cũng không thể chống được vài trăm tuổi, giống như cái xe bên trong chứa nhiều dòng nó chết. Con người sống đến già thì ai phải chết, nó là thọ mạng bị chấm dứt, nó hết tuổi thọ. Vậy cái tuổi thọ của con người là bao nhiêu? Nhưng mà theo như trong kinh điển thì cái thời Đức Phật ấy là tuổi thọ là 100 tuổi. Có nghĩa là ai mà sống được 100 tuổi thì là cái người đó sống vừa với tuổi thọ. Còn ai, có người nào mà cái nghiệp người ta tốt người ta có thể sống 110 tuổi, 120 tuổi. Có cái thời Đức Phật thì vẫn có người người ta sống được khoảng gần 200 tuổi. Ví dụ có những cái vị đệ tử Đức Phật này, như ngày A Nan sống 120 tuổi, ngày Đại Ca Diếp sống 120 tuổi. Còn đặc biệt là có ngày có những vị sống tới 160 tuổi như là vị tôn giả Bạc Câu La sống 160 tuổi. Và cái thời đấy thì cái người sống đến gần 200 tuổi thì nhiều. Thời giờ còn tìm được người 200 tuổi không? Thời giờ còn tìm được người 200 tuổi nữa. Bởi vì cái tuổi thọ thời đấy là 100, cho nên người có phước lớn người ta sẽ sống hơn một chút cũng được. Còn thời bây giờ thì tuổi thọ trung bình là 70 năm. Trải qua 2.500 năm, cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi. Nên là bây giờ cái tuổi thọ trung bình là 70 năm tuổi. Người nào có phước lớn hơn thì sống thêm được 5 tuổi nữa. 80, 85, 90 gì đó. 95, những người mà sống lâu vậy là cái phước lớn. Còn có những người cái phước ít thì sống dưới 75 tuổi. Nhưng mà cứ trên dưới 70 tuổi là cái tuổi thọ vừa phải thôi, trung bình thôi. Mạng sống bị chấm dứt do hết tuổi thọ. Mạng sống bị chấm dứt do hết cả nghiệp của tuổi thọ. Cái này thì đôi khi nó xảy ra thì cũng giống như hai trường hợp trên. Người chết khi vừa hết tuổi thọ. Cái người đấy cũng sống được trên dưới 70 rồi là cũng hết nghiệp rồi. Đến cái lúc đấy là chết rồi. Thế là do hết cả hai. Còn sống được bao lâu là người tuổi thọ. Sống một tuổi thọ loài người không có cố định, tăng giảm theo từng thời kỳ. Thì điểm hiện tại tuổi thọ là 70 năm. Có người nhiều thiện nghiệp hơn thì sống lâu hơn, người ít thiện nghiệp hơn thì sống ít hơn. Thế là ai mà sống được trên dưới 70 tuổi là cũng hài lòng rồi. Chấp nhận là do cái nghiệp của mình đến đấy là vừa rồi. Thế có ai trên 70 chưa? 70 là mình phải ăn mừng thượng thọ được rồi đấy. Thượng thọ là bao nhiêu thì được thượng thọ? 70 hay 75? Cứ trên 70 là trên 75 là thượng thọ, là trên tuổi thọ. Thế nào là mạng sống bị cắt ngang? Đấy, có người thì mạng sống bị cắt ngang. Có những người thì tuổi thọ còn, nghiệp còn, cái thiện nghiệp để duy trì cho cái tuổi thọ còn, nhưng mà do mình không biết bảo vệ, không biết giữ gìn, không biết trân trọng cái mạng sống này, mình không biết trân trọng, cho nên là mình cứ cái, nhất là cái người hiếu chiến, mình đi đâu cũng thích gây sự với mọi người, đến khi mà ẩu đả nhau rồi thì thế nào cũng có người chết. Một số người chết trong khi duy nghiệp vẫn còn, nhưng mà do một cái ác nghiệp xem mà nó cắt ngang mạng sống. Ví dụ như bây giờ cho hai võ sĩ mà lên võ đài đánh nhau thì mục tiêu đề ra là phải đánh chết được đối thủ, hạ gục đối thủ. Cho những cái quân đội ra trận đánh nhau thì phải cướp bằng được mạng sống của nhau. Thì cái đấy là mạng sống bị cắt ngang, tức là bị một cái đối tượng khác cố tình người ta cướp đoạt mạng sống, cho nên là có những cái người bị người khác người ta cố tình người ta cướp đoạt mạng sống.
Mình đang đi trên đường, bây giờ mình gặp một con hổ đói thì nó sẽ cướp đoạt mạng sống của mình, nó làm bữa ăn. Đấy, đấy là đôi khi mạng sống của mình cũng bị, đôi khi có những cái mạng sống bị cắt cắt đứt như vậy, bị cắt ngang như vậy. Vậy cho nên là cái người về có cái mạng sống này thì nó rất là mong manh, mình cần phải, nó cần phải có cái sự bảo vệ, nó cần phải có cái sự che chở, nó cần phải có cái sự giữ gìn. Nếu mà người nào mà sơ sẩy một tí là sẽ chết. Mình chỉ sơ sẩy một tí thôi, nhưng bây giờ ra đường mình chỉ thiếu tập trung một tí mình mới chết. Mình đi đường thôi, đi đường mình chỉ cần thiếu tập trung một cái mình có thể ngã vực chết. Kể cả mình sống ngồi ở trong nhà không cẩn thận mình va vào cái ổ điện nào nó hở nó giật cho chết. Tức là mọi lúc mọi nơi, ở mọi nước mọi nơi là mình luôn luôn phải phải giữ gìn, phải thận trọng, phải bảo vệ cái mạng sống. Là nếu mà mình mà chủ quan thì là mình chết. Đấy là do mình chứ không phải là. Và có những cái đối tượng mặc dù mình đã cố tình bảo vệ rồi, nhưng mà cũng có những cái người người ta ác, người ta cố tình người ta hại. Đôi khi mình mà không giữ gìn là mình chết. Đấy là cái trường hợp nữa là chết do mạng sống bị cắt đứt, cắt ngang cái sắc mạng căn. Cái lúc nào cái sắc mạng căn của cái người đó bị đứt không hoạt động nữa là cái người đó chết. Thế nào là tu tập niệm sự chết? Tức là mình đã hiểu về sự chết rồi, bây giờ là tu tập niệm sự chết đi. Thiền niệm sự chết. Tu tập niệm sự chết đi. Có hai cách. Thứ nhất là niệm một cái sự chết ở bên ngoài, niệm về một cái xác chết ở bên ngoài. Muốn tu tập niệm sự chết thì trước tiên phải tập trung tưởng nhớ đến một cái xác chết ở bên ngoài mà mình đã từng thấy, hình dung là hình ảnh xác chết ấy ở trước mặt, và niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Nếu tập trung liên tục trên hình ảnh xác chết đó từ 1 đến 2 giờ thì hành giả sẽ đạt được sơ thiền. Mình cứ tập trung mình tưởng niệm xác chết chết, tưởng niệm đến cái sự chết như vậy. Mà tốt nhất là bây giờ mình tưởng niệm đến cái sự chết này, là mình thấy một cái người nào đó, người trước kia người ta cũng đã từng sinh sống ở trên cuộc đời mà bây giờ người ta phải chết đi, mà mình cái lúc người ta chết rồi mình từng thấy, cho mình nhớ lại những cái hình ảnh xác chết ấy, niệm xác chết ấy. Thế rồi cái tâm mình nó tập trung liên tục trên cái hình ảnh xác chết đấy, mình sẽ đạt được cái sự nhất tâm, mình sẽ đạt được đến sơ thiền. Thế niệm xác chết thì để làm gì? Tại sao lại niệm xác chết? Thường thường người ta thấy xác chết thì người ta hay làm gì? Người ta hay giấu đi, người ta sợ, người ta sợ. Đại đa số mọi người ở trên thế gian này thì là hay sợ những cái xác chết. Cho nên là khi có xác chết thì phải đem chôn giấu, chôn vùi xuống dưới đất. Tại sao lại không đem xác chết nhập phơi khô đi để mà trưng bày, mà lại đem chôn đi vậy, để cho mọi người thấy ha. Bởi vì là mọi người ai cũng sợ chết, ai cũng chết, nhưng lại không ai tránh khỏi cái chết. Nhưng mà có bao giờ mình nghĩ là mình có bao giờ mình chấp nhận là mình sẽ chết không? Cái tâm mình nó có chấp nhận là một ngày nào đó mình chết không? Trong thâm tâm mình nó ít khi nó chấp nhận, nó ít khi, kể cả mình nhìn thấy hàng trăm người chết rồi, nhưng mà ít khi nào mình chấp nhận là ta sẽ chết đâu. Chỉ biết là người đó chết thôi, thì đi đám ma cái người đấy. Rồi mới đi đâu về đây? Đi kiếm cái đám ma về. Nhưng mà có hỏi thế bao giờ thì anh chết không? Không ai hỏi thế phải không? Nên tại sao lại thế? Tại vì ai cũng sợ chết. Ai cũng sợ chết. Không ai dám đối mặt với cái chết. Để nhìn thấy xác chết thì làm sao? Tất nhiên là mình sẽ chạy. Thường thường là người ta sẽ chạy, mà có đông đông người mới dám nhìn. Còn mình có dám nhìn không? Mình ở bên cạnh xác chết mình sợ. Thì niệm cái xác chết là mình đối mặt với cái chết. Mình phải chú tâm vào cái xác chết để liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng.
để cho cái hình ảnh sát chết hiện ra rõ ràng. Như vậy thì để cho cái tâm này nó thức tỉnh một cái sự thật, vì chết là một sự thật, chắc chắn là mình sẽ phải chết đấy. Cho nên là bây giờ mình chuẩn bị tâm lý trước đấy. Mình đánh là một cái người chấp nhận sự thật, và mình từ chối cái chết là mình có là cái người như thế này, cái người từ chối cái chết đấy, là cái người không chấp nhận sự thật. Một hình ảnh xác chết không nên tưởng niệm lúc mới thực hành, đó là xác chết của người thân. Cái lúc mà mới bắt đầu hành thiền thì không nên nghĩ đến cái sự chết của người thân, ví dụ như những cái người thân ruột thịt mình. Lúc ấy mình nghĩ đến người thân chết thì làm sao, mình sẽ khóc. Khóc rồi thì tâm nó còn định được không? Mình sẽ khóc thương nhớ, tâm không định được. Vậy cho nên là mình không nên tưởng nhớ đến người thân, đến cái chết của người thân, không nên tưởng nhớ đến xác chết của cái người mình ghét, người thù. Bây giờ cái người mà mình ghét, mình thù ấy, mà mình thấy họ chết thì mình ra sung sướng, sung sướng. Xác chết của người khác phá cũng không nên tưởng nhớ đến xác chết người khác phá, vì sao? Vì sinh ra tham dục. Thế là ba cái đối tượng này mình không nên tưởng nhớ. Lúc mới với một cái người mà mới tập cái pháp thiền về niệm sự chết, không nên nghĩ đến người thân, không nên nghĩ đến một cái người thù, mà không nên nghĩ đến một cái xác chết của người khác phá, chỉ được nghĩ đến xác chết của cái người cùng phá. Vậy cho nên là phải chọn một cái xác chết phù hợp thì mới niệm sự chết được. Niệm sự chết của chính mình, sau khi mà đã chọn được một cái xác chết của một cái người phù hợp để niệm nhé, tức là cái người đấy không phải người thân, không phải người thù, không phải người khác phái đâu. Người đấy có thể là một cái người vừa vừa thôi, bình thường, không có thân, không có thù, cái người trung bình thì bình thường. Thì mình tập trung vào cái xác chết ấy, mình tưởng niệm là xác chết cho đến khi đạt được định rồi. Nhưng mà cái mục đích của cái niệm sự chết là phải niệm sự chết trên chính mình thôi. Niệm sự chết trên chính mình để có được cái sự kinh cảm. Niệm sự chết trên chính mình, cái này mới là cái mục tiêu của cái pháp thiền niệm sự chết. Sau khi đã tưởng niệm sự chết bên ngoài thuần thục rồi, sau đó thiền sinh tập trung vào chính cái bản thân mình và tưởng niệm sự chết, mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết. Sự sống thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn ta sẽ chết. Cứ niệm như vậy cho đến khi nào mà nó chấp nhận thì thôi. Cái tâm này nó phải chấp nhận một sự thật rằng này, mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết. Đó là cái điều, đó là một cái sự thật và nó sẽ xảy ra, nó đang xảy ra. Cứ mỗi một ngày mình đang sống là mình, mỗi một ngày nó trôi qua là một ngày mình đang tiến đến cái chết. Mỗi ngày nó trôi qua là một ngày mình đang tiến dần đến cái chết, tiến dần đến cái chết. Giống như là bây giờ một tên tội phạm này đang bỏ chạy, bị hai con voi nó săn, bỏ chạy rơi xuống giếng. Nhưng may quá bám được vào cái rễ cây đông đeo ở dưới giếng. Và lúc ấy mà thôi, bây giờ ta tụt xuống dưới đáy giếng, nhìn xuống đáy giếng thấy mấy con rắn rồi này, sợ quá không dám xuống. Thấy mấy con, nhìn sang bên thành giếng thì cũng có rắn. Thế là lúc đấy mà thôi, ta bám chắc vào cái sợi dây này chắc ta sẽ sống. Thì lúc đấy thì có xuất hiện một con chuột, hai con chuột nó ra, nó gặm cái rễ cây. Thì hai cái con chuột này nó cũng giống như là cái con chuột ngày, con chuột đêm ấy. Cái thời gian ấy, một con chuột đen, con chuột trắng nó gặm rễ cây. Thì cái lúc đấy người này thì hết hy vọng vào sự sống. Thì lúc đấy nó than, mới ngửa cổ lên than trời, sao tôi khổ thế này. Lúc đấy có mấy cái giọt mật ở trên cái tổ ong nó rơi xuống. Lúc đấy quên hết phần sự đời, quên hết luôn. Không, lúc đấy nó say sưa. Thì cái con người ta sống ở trên đời mà, con người sống trên đời xung quanh mình đầy dẫy những cái chết nó đang rình rập, đầy dẫy cái chết. Bên cạnh mình có cái chết nó rình rập, ở dưới mình có cái chết nó rình rập, trên cũng có cái chết nó rình rập. Thế mình đi ra đường thì xe bên này, xe bên kia, đấy là toàn là những cái con rắn độc nó đang rình rập đấy. Bây giờ ở đâu mà mình đi đến đâu mình cũng
sơ sẩy một tí là mình chết. Nhưng mà có bao giờ mình thức tỉnh được điều đấy không? Mà cái tâm của mình nó có bao giờ nó nghĩ đến cái sự chết đấy không? Mà nó toàn nghĩ đến cái gì? Tại vì mình đang, tại sao mình không để tâm đến cái chết? Bởi vì mình đang nếm mấy cái giọt mật này. Giọt mật đấy là cái mật này, là mật ngũ dục ấy. Sắc hành hương vị xúc pháp, lúc nào mình cũng bị mấy cái dục trần ấy, nó chi phối trong tâm, lúc nào cũng tưởng nhớ đến sắc, sắc đẹp này, thanh đến âm thanh, đến hương, đến mùi, đến vị, đến xúc, mấy cái ngũ dục ấy nó làm cho mình say sưa và mình quên mất những nguy hiểm ở bên xung quanh, quên mất nguy hiểm xung quanh. Cái con chuột màu đen màu trắng đang gặm nhấm cái mạng sống của mình, tức là cái ngày và cái đêm ấy, mỗi một ngày trôi qua, một đêm trôi qua là cái mạng sống mình cứ ngắn đi một tí. Nhưng mà mình lại không có để tâm đến nó, cái điều đó mình không có quan tâm, không bận tâm đến cái điều đó. Mình không thấy là tuổi thọ mình nó đang càng ngày càng ngắn đi, mà mình chỉ thấy được là làm sao mà để hưởng được nhiều cái hạnh phúc ở trần gian. Và lúc nào mình cũng chỉ có cái tâm nó chỉ hướng đến cái sự hưởng thụ cái hạnh phúc, hưởng thụ cái cảnh dục trần, cái cảnh ngũ dục. Giống đúng như cái tên tội phạm mà đu đeo ở trên cái rễ cây, mà nó khi mà nó hưởng năm giọt mật ong rơi vào miệng này, nó quên mất quan tâm đến xung quanh, toàn là cái sự nguy hiểm. Thì cái người hành thiền niệm sự chết ấy, là để cho mình thức tỉnh lại, giống như là để cho mình thức tỉnh lại, để cho mình thấy được rằng là mình đang tiến đến cái chết đấy, cái chết sắp chết rồi đấy, hãy làm cái gì đi. Đã có ai đến thúc giục mình vậy chưa? Sắp chết rồi đấy, chớ có nơ nà nhá, cẩn thận, sắp chết rồi đấy. Vậy thì bây giờ ai thúc giục? Chỉ có mình, tự mình thúc giục mình thôi, bằng cái cách là phải niệm đến sự chết. Mạng sống này sẽ chấm dứt theo cái chết, sự sống thì không chắc chắn. Đấy, cái mạng sống thì nó mong manh, không có chắc chắn đâu. Liệu mình có dám chắc là mình sống được 10 năm nữa không? Chắc nhưng mà chưa chắc, mà có thể đấy, nhưng mà chưa chắc. Nhưng mà bây giờ có ai nghĩ là có khi bây giờ mình ngồi đây chắc sáng năm mà còn có khi mình ngồi ở chỗ, có khi mình đã mất, mình đã chết rồi, có ai nghĩ mày không? Chắc là không ai nghĩ như vậy, trong cái tâm mình thì không ai nghĩ là mình sẽ chết như vậy. Nhưng mà những cái sự thật phụ phàm nó vẫn xảy ra như thế. Cho nên là mình phải chấp nhận một điều là mạng sống này sẽ chấm dứt trong cái chết, sự sống thì không chắc chắn. Bây giờ nói là tôi sẽ sống được 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, sao biết được, tôi đi xem bói người ta bảo vậy. Có chắc như vậy không? Chắc như vậy rồi bắt đầu chủ quan, tôi sống 20 năm nữa tôi sợ gì, nên tôi chẳng cần phải thận trọng, cần giữ gìn gì. Đến lúc chết, đến lúc đi du chơi ở đâu đấy, mình mạo hiểm một cái gì đó là mình sẽ chết. Còn cái chết thì chắc chắn ta sẽ chết. Đây là cái mà mình niệm sẽ chết, bằng những cái câu này, là những cái câu để niệm sẽ chết. Tưởng niệm liên tục như vậy thì những triền cái được điều phục, tâm thiền sẽ đạt đến mức định cận hành. Đó là mức định cao nhất của thiền niệm sự chết. Nếu thực hành như thế mà không đắc được định thì cần thực hành 8 cách niệm sự chết sau. Nếu đấy là cái niệm sự chết thì là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không đắc định thì bắt đầu tưởng niệm đến 8 cách niệm sự chết để hỗ trợ. Có 8 cách niệm sự chết này để hỗ trợ. 8 cách khác của niệm sự chết. Sự chết xuất hiện như kẻ sát nhân, cái chết giống như thành công bị phá sản. So sánh mình với những người nổi tiếng cũng chết. Thân thể này đang bị san sẻ với nhiều chúng sinh. Mạng sống thì mong manh, cái chết thì chắc chắn. Không có tướng, tức là cái chết không có báo trước. Đời người có giới hạn ngắn ngủi và cái chết liên tục trong từng sát na. Đây là 8 cái để nó hỗ trợ cho cái sự tưởng niệm về sự chết của mình nó mạnh mẽ lên. Đi tìm hiểu từng cái một này, cái 1 trong 8 cái này. Thế nào là sự xuất hiện của một kẻ sát nhân? Trong dân gian nhiều khi người ta hay vẽ lên những cái bức tranh mà có những cái vị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa, người ta đến người ta bắt,
gọi là, mà có những cái văn hóa thì người ta gọi là thần chết, sự xuất hiện của thần chết. Thần chết thì mặc áo gì? Áo đen xì, trông rất là ghê. Thần chết mà đã xuất hiện là sẽ bắt bắt những cái người còn sống phải chết. Thiền sinh tưởng niệm đến sự chết luôn theo sát bên mình, giống như đao phủ đang kề dao lên cổ phạm nhân. Thế là cái sự tưởng niệm ấy, mình phải tưởng niệm là những cái, những nguyên nhân dẫn đến cái chết luôn cận kề bên ta, như kẻ sát nhân luôn theo sát bên mình. Có những cái kẻ sát nhân ấy, tức là có rất nhiều những cái mà nó cận kề bên mình, những cái chết. Ví dụ như bây giờ chẳng may mình vô tình mình đạp vào một con rắn đó, là nó cắn cho mình cũng chết rồi. Càng bây giờ càng có rất nhiều những cái nguyên nhân, chẳng may mà mình trong thức ăn này mình bị trúng một một chút độc, bị ngộ độc một chút thôi, mình có thể chết. Chẳng may bị trúng gió độc cũng chết. Chẳng may bị nhiễm một cái loại virus nào đấy mình chết. Chẳng may mai đi khám bệnh mình có, mình bị mắc những cái bệnh ung thư là mình cũng chết. Cho nên là cái sống nó không có chắc chắn, thì giống như những kẻ sát nhân nó luôn luôn rình rập ở bên mình, thì cái chết nó là như vậy. Có rất nhiều những kẻ sát nhân, mấy con vi khuẩn nó cũng có thể sát hại được mình, nó cũng là sát nhân, nó cũng có thể truyền bệnh cho mình, khiến cho mình chết được. Chưa kể đến thiên tai, chẳng may có một cái cơn sóng thần, một cơn động đất, đang đi đường gặp một sét đánh nhoàn cá chết. Nó có rất nhiều cái, rất nhiều cái chết như vậy. Thì cái chết như là kẻ sát nhân luôn luôn tuỳnh lập, luôn luôn theo sát. Dù có chạy lên trời hay xuống biển thì cuối cùng cũng không tránh khỏi nhát đau của tử thần. Cái chết chắc chắn sẽ xảy đến. Quán tưởng như vậy mà sinh tâm kinh cảm về cái chết. Thế là cái sự luôn luôn quán như vậy để mình thấy được rằng là cái sự sống thì không có chắc. Cái người mà nó có hai cái người khác nhau, đó là một cái người là luôn luôn nghĩ về sự chết và một cái người luôn luôn không quan tâm đến sự chết, thì nó khác nhau như thế này. Thì hai cái người đấy nó sẽ có tâm trạng khác nhau như thế này. Cái người mà người ta không nghĩ gì đến chết thì người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ yêu đời, người ta sẽ yêu đời hơn. Yêu đời hơn thì người ta sẽ làm sao? Thì người ta phải đi nhảy, đi múa, đi ca, đi hát. Người ta phải đi xây dựng sự nghiệp, xây dựng cuộc đời, xây dựng tương lai. Còn cái người luôn luôn nghĩ tự chết thì làm sao? Nghĩ tự chết thì thấy vui thú cái gì đâu, có ý nghĩa gì đâu. Cuộc đời này có ý nghĩa gì đâu, tài sản có ý nghĩa gì đâu, danh vọng có ý nghĩa gì đâu. Còn cái người mà luôn luôn mà nghĩ đến, không nghĩ đến sự chết thì làm sao? Luôn luôn phải nghĩ, phải làm sao, phải có danh, có vọng, có chức, có quyền. Phải, tức là có rất nhiều những cái mình mong cầu. Có rất là nhiều những cái mục tiêu đặt ra. Có rất là nhiều những cái để phấn đấu. Còn cái người luôn luôn nghĩ đến sự chết thì làm sao? Nghĩ đến sự chết thì thấy nó nhàm chán mọi thứ. Nó coi thường mọi thứ, nó thấy mọi thứ là, nó thấy mọi thứ nó giả tạo, nó như là một giấc mộng phù du, như cái sự ảo mộng phù du, không có thật. Thì cái bản tính của con người ta ở trên đời đó là nó quên mất sự chết. Cho nên là chạy theo danh vọng, chạy theo danh lợi, chạy theo, tức là chạy theo cái lòng tham ái, và bị dính mắc bởi cái trần cảnh. Còn cái người mà hay tưởng nhớ đến cái sự chết thì nó nhàm chán những cái trần cảnh. Vậy thì lúc ấy nó chạy theo cái gì? Nó nhàm chán cái trần cảnh thì nó chạy theo cái gì? Thì nó chạy đi đâu? Nó chán cái sự đời thì nó chạy đi đâu? Chán cái sự đời thì tự nhiên nó sẽ giải thoát ra khỏi sự đời. Bây giờ giống như là có cái chúng sinh thì khi mà chết thì sinh vào làm cái con giòi ở trong nhà phân.
Và cái con giòi đấy thì nó ưa thích cái mùi hôi thối, nhưng mà có cái chúng sinh mà lại chết mà lại sinh lên cõi trời thì nhìn thấy cái mà con giòi mà nó ưa thích cái sự hôi hám ấy thì ghê gớm. Thì những cái chúng sinh mà cao thượng, khi mà người ta nhìn xuống những cái chúng sinh mà hạ liệt thấp kém hơn thì người ta thì cảm thấy là cái chúng sinh ở cái cõi thấp kém này tại sao lại cứ ưa thích những cái tầm thường, tại sao lại cứ ưa thích những cái tầm thường, mà trong khi đó có những cái cao thượng hơn tại sao lại không ưa thích mà lại cứ ưa thích những cái tầm thường. Bởi vì làm sao? Bởi vì là họ không biết, vì họ si mê muội không biết. Như vậy bây giờ con chó mà nó vớ được cục xương thì đấy nó là cái báu vật của nó, ai động đến nó cắn chết. Nhưng mà bây giờ có một người đi qua thì nhìn thấy con chó nó vặn cục xương thì thấy đáng thương. Như vậy bây giờ mấy cái người ở trên thế gian này, người ta nghĩ rằng danh vọng, quyền lực ở trên thế gian này, tài sản ở trên thế gian này, đấy là một cái quý báu, đấy là những cái vật quý báu, người ta có vàng bạc nhà cửa, đấy là những vật quý báu. Nhưng mà mấy vị chư thiên ở cõi trời người ta nhìn xuống thì người ta bảo sao, mấy cái đứa này dại thế, nó cứ đi nghịch mấy cái trò chơi chẳng có ra gì thế này. Có những cái cao thượng ở cõi thiên giới, có nhiều cái cao thượng hơn, tại sao không hướng đến rồi cứ mày khư khư giữ lấy mấy cái vớ vẩn ở trần gian này. Như vậy thì cái người niệm chữ chết là vậy, nó sẽ buông bỏ được, giống như là cái con chó nó nhìn thấy một miếng thịt ngon hơn, lúc đấy nó sẽ buông bỏ được cái cục xương. Như vậy cái người mà mình tưởng nhớ đến cái chết thì mình mới nhàn chán được cái ngũ dục ở trần gian, thì mình mới hướng tâm được đến niết bàn giải thoát. Cái người mà đạt đến cái sự giải thoát niết bàn thì mới thấy niết bàn nó cao thượng như thế, tại sao không hướng đến. Đấy. Còn cái người ở trần gian thì cứ chạy theo ngũ dục. Đấy. Và chính vì vậy cho nên là Đức Phật mới dạy là niệm sự chết để mà nhàm chán cái ngũ dục. Nhàm chán ngũ dục rồi thì lúc đấy mình mới thấy được cái sự cao thượng của cái đạo giải thoát. Thấy được cái sự cao thượng của cái ni dục. Tức là giữa một cái tham dục và một cái ni dục. Thì cái người mà đang tham dục ấy, nhìn thấy cái người ni dục thì lại nghĩ rằng ôi sao cái người kia dại quá nhỉ, bao nhiêu là cái niềm vui ở cõi đời nó không hưởng thụ. Còn cái người mà ni dục ấy mà, thì lại thấy ôi mấy cái người ở thế gian kia sao mà lại khổ thế nhỉ, đang sống ở trong cõi khổ mà lại tưởng là vui. Giống như là có mấy cái người ta bị bệnh cùi thì người ta cứ đi hơn nữa, ta rủ nhau hơn nửa sắp sướng thế nhỉ. Còn có những cái người ta không bị bệnh cùi, người ta bảo ôi sao mấy cái người kia đi hơn nửa khổ thế nhỉ. Thì người nào khổ, người nào sướng? Thì cái người mà đang hưởng dục với cái người ni dục thì người nào khổ hay người nào sướng? Cái người mà đang hưởng dục thì người ta nghĩ là hưởng dục là sướng. Còn cái người ni dục thì người ta mới thấy được là ni dục mới là an vui, những người mà tham dục là người khổ. Vậy thì cái pháp niệm chữ chết là để làm gì? Là để nhàm chán cái ngũ dục, để nhàm chán cái cảnh dục trần, chữa lành được cái bệnh tham dục của chúng sinh. Thế nào là sự thành công bị phá sản? Niệm sự chết giống như là cái sự thành công bị phá sản. Con người hao tổn rất là nhiều thời gian công sức để xây dựng sự nghiệp, nhưng sự nghiệp lúc thịnh lúc suy không vững chắc. Vì có rất nhiều sự nguy hiểm đang rình rập như chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, tai nạn, sớm muộn gì cũng có ngày phá sản. Bởi con người ta sống ở trên đời này như bầy ong vất vả lao đong tìm hoa xê tổ. Tổ cả mặt dày anh ngờ một cái trận gió mưa thì nó sẽ làm vỡ tan hết cuộc công làm tổ. Mà bây giờ sống ở trên đời thì mình lấy sự nghiệp làm trọng, giống như là bầy ong đi xây tổ. Bây giờ mình cứ muốn tìm kiếm cho thật nhiều tài sản, thật nhiều danh vọng vào. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà xảy ra những cái chiến tranh thì nó sẽ tan hết,
xảy ra một cái những cái thiên tai đấy nó tàn phá hết, tàn phá hết thì đấy sự đời là như vậy, cái gì nó cũng có lúc nó sẽ phải phá sản. Nhưng mà có người bảo tôi đã tạo dựng ra được cả một kho tài sản, một kho châu báu, kho châu báu đấy, và tôi duy trì giữ gìn bảo vệ nó, sau này để lại cho con cho cháu, cho con cho cháu. Như là có một cái vị mà đến khi mà một cái người cha, đến người cha đến lúc mà gần qua đời mới dắt con đến vào một cái kho báu mà, này con, đây là một cái hầm, này là kho báu của đời ông nội con đã làm ra, đã tạo ra. Rồi đến đời cha đã làm ra, cha đã tạo được một cái hầm kho báu này còn to hơn, lớn hơn cái hầm kho báu của đời ông nội con. Và bây giờ cha giao lại cho con, và con phải làm sao cho cái kho báu của con phải lớn hơn của cả ông nội và của cha. Thế là lúc đấy cái người con này mới suy nghĩ rằng này, cái tài sản vàng bạc châu báu thì còn đây, nhưng mà ông nội ta thì đã đi đâu rồi. Đến đời cha ta suốt đời vất vả lao động cũng đã tích lũy ra được cả một cái kho báu còn đây, nhưng mà rồi đến lúc chết có mang đi được đâu. Vậy thì bây giờ ta mà lại đi dùng cái tài sản này lại đi buôn bán để tạo ra một cái kho báu lớn hơn nữa, để đến lúc chết để lại cho ai, để lại cho cái thế hệ con cháu sau này nó lại phải khổ sở như thế này. Thế thì cái lúc đấy thì chỉ có đem đi bố thí, con đem đi bố thí cho nó hết, hết đi thì đỡ khổ, đỡ phải dính mắc. Thì cái con người đã ở trên đời như vậy, có những cái vị vua vị rất là thành công, xây dựng nên được cả một cái giang sơn sự nghiệp rất là lớn. Thế rồi là cũng có những cái vị thì còn duy trì được, nhưng mà cũng có những cái người thì vừa mới xây dựng xong thì cũng đã bị phá, đã bị điêu tàn luôn, bị điêu tàn luôn. Cái vị vua sau lên cướp ngôi của vị trước, rồi là giặc giã chiến tranh tàn phá hết. Thì cái đến khi mà một cái người nào dù có thành công đến mấy, tức là ở trên đời này dù người ta có thể làm đến cái xây dựng cái sự đời này đến một cái mức nào, thành công như một cái vị vua, làm chủ cả bốn cõi, bốn châu thiên hạ, thì đến lúc chết cũng được coi là phá sản, bởi vì chẳng mang theo được cái gì hết. Đến lúc chết thì bao nhiêu cái công nào mình làm ra thì cũng người khác hưởng thụ. Vậy thì chết là một cái sự phá sản tuyệt đối, không có thể không có mang theo được bất cứ một cái tài sản gì đi hết. Mình tưởng niệm như vậy thì mình nhàn chán, mình không còn chạy theo, thấy rằng cái công danh sự nghiệp nó chỉ là giống như là ảo mộng. Thế nào là tưởng niệm sự chết bằng cách so sánh, tưởng niệm sự chết nữa. Nếu mà tưởng niệm như thế mà mình chưa thức tỉnh thì bây giờ so sánh bằng cách so sánh mình với người có danh vọng lớn, so sánh mình với người có công đức lớn, so sánh mình với người có sức mạnh lớn, so sánh mình với người có thần thông lớn, so sánh mình với người có trí tuệ lớn, so sánh mình với chư Phật độc giác, so sánh mình với Đức Phật toàn giác. Thì mình sẽ so sánh mình với từng người này xem là ai hơn ai. So sánh mình với một cái người có danh vọng lớn, bây giờ có những người người ta có danh tiếng lưu danh thiên cổ, có những cái người mà danh tiếng mà còn lưu truyền tới mấy nghìn năm. Bây giờ mình học lịch sử mình có thấy được danh tiếng của vị nào mà còn lưu truyền tới 10.000 năm, 10.000 năm trước có ai còn nhớ lại được những cái thế hệ của 10.000 năm trước? 10.000 năm thì chứ Phật Tỳ Bà Thi thì cách bao nhiêu năm? Phật
Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Bồ Tát Sumedha đến cách đây bao nhiêu năm? Bốn la tăng chỉ kiếp 100.000 đại kiếp trước, ngài vẫn còn lưu danh đấy mà. So sánh mình với những bậc có danh vọng lớn, ngay cả những bậc nỗi nạn được cả thế giới biết đến, những bậc đã trải qua hàng ngàn năm vẫn còn lưu danh trong lịch sử, nhưng bản thân họ cũng chẳng sống quá 100 năm. Còn ta chỉ là cái hạng vô danh tiểu tốt, thì làm sao mà ta thoát khỏi cái chết được. Người mình so sánh như vậy, so sánh với những cái bậc mà có danh vọng lớn ấy. Từ cái thời Đinh Lê Lý Trần đến giờ toàn những cái bậc mà có danh vọng lớn như thế. Tống Đường, Hán Nguyên Mông, bao nhiêu là những cái bậc đấy rồi, có còn ai nữa không? Bây giờ xưa cũng chẳng có. Thế bây giờ mình có muốn mình lưu danh lại thiên cổ không? Mình có muốn không? Muốn chưa chắc đã được. Thì những bậc như vậy cũng chẳng ai. Những cái bậc mà có danh tiếng lớn đấy cũng chẳng ai sống quá 100 năm cả. Vậy thì bây giờ mình đang cố gắng để phấn đấu để làm gì đây? Đang cố gắng phấn đấu để có được chút danh trong đời. Đang cuộc đời này thế, ngoài cái ăn, ngoài cái chỗ để ở ra, mình phải cố gắng để có được cái tiếng tăm để cho thiên hạ biết đến. Phấn đấu phải không? Thiên hạ biết đến, nhưng mà những cái bậc mà được lưu truyền trong thiên sử thì bây giờ cũng chỉ còn lại một cái nấm mồ mà thôi, mồ chưa chắc đã còn. Vậy thì danh có nghĩa gì không? Danh chẳng có nghĩa gì ha. Thế nào là so sánh mình với người có công đức lớn? Công đức là ai? Là những người nào làm có công đức lớn. Công đức là những người ta làm những cái việc công đức ấy, dù xây chín bậc phù đồ, chẳng bằng làm phúc cứu được một người. Cái người mà xây được 9 ngôi chùa với lại người mà cứu sống một người thì cái người nào phước lớn hơn? Những người có công đức lớn như trưởng giả cấp cô độc, nữ thí chủ Visakha, trưởng giả cấp cô độc là đem vàng ra trải ra đất để mua một cái mảnh đất về để xây tịnh xá cúng dường đến Đức Phật, cho nên là công đức rất là lớn. Nữ thí chủ Visakha thì cũng dàn cả một cái ngôi thiền viện cho Đức Phật và Chư Tăng. Nên là hai vị thí chủ mà có công đức cũng đã hộ trì cho Đức Phật để hoằng dương Phật pháp, và rất nhiều các vị thí chủ khác nữa, như là trưởng giả Bunya, một cái người mà cúng dàn đến ngày Sáng Lợi Phất vừa mới xả thiền diệt ra. À, sau đó ông đi cày thì tất cả những cái xá cày nó biến thành vàng hết. Vì công đức nó lớn mà, công đức nó lớn như vậy. Và có rất là nhiều những bậc có công đức lớn. Mà trong kinh nói là có một cái vị mà vị có một cái công đức. Vị đã trong một cái kiếp sống vị từng làm cái thiện nghiệp, đó là vị đã từng bố thí 8 vạn 4 ngàn mâm vàng, 8 vạn 4 ngàn mâm bạc, 8 vạn 4 ngàn mâm châu báu, 8 vạn 4 ngàn voi, 8 vạn 4 ngàn ngựa, 8 vạn 4 ngàn xe. Tức là bố thí rất 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 nhiều như vậy. Nhiều như vậy thì công đức có lớn không? Công đức rất là lớn. Vì đấy đã từng bố thí nhiều nhiều như vậy. Và sau đó vị đó được sinh về cõi trời là một vị chư thiên có hào quang rực rỡ. Thế thì một thời gian sau lại có một cái vị chư thiên khác mới sinh lên, nhưng mà vị chư thiên đấy lại có cái hào quang lại sáng rực hơn mình. Thế là vị đến hỏi này bạn làm cái công đức gì mà sao bạn có được cái thân hình mà có cái ánh sáng rực rỡ, mà có cái sắc tướng trang nghiêm như thế. Thì cái vị chư thiên sinh lên sau ấy bảo tôi cúng dường có một muỗng cơm. Thế là ngạc nhiên, thấy không? Ta cũng dàn 8 vạn 4 ngàn mâm vàng, mâm bạc, mâm đồng, tất cả mọi cái gì 8 vạn 4 ngàn. Sao ta không bằng cúng vàng có một muỗng cơm?
thì cái công đức, có cái công đức này nó ở đâu? Công đức này nó tại sao mà nó lại khác nhau như vậy? Bởi bảo tại vì tôi cúng dường đến một bậc A La Hán, tôi cúng dường đến một vị A La Hán. Còn ngài cúng dường nhiều nhưng mà ngài toàn cúng cho những cái người hư, những cái người xấu, những người bất thiện, những cái người đầy dẫy những cái phiền não tham sân si. Cho nên là cái công ngài tạo mình, ngài bố thí nhiều nhưng công đức không lớn, bởi vì toàn bố thí cho những cái người không tốt. Còn tôi bố thí ít nhưng mà công đức lớn, bởi vì bố thí cho một cái bậc đáng thọ, một cái bậc thanh tịnh cao thượng, những cái bậc có công đức lớn, những cái bậc tạo được nhiều cái công đức. Nhưng những cái bậc mà tạo được các cái tích lũy được các ba la mật cũng là những cái người có công đức lớn, những cái người mà tu giới định tuệ là những người có công đức lớn, những người làm những cái thiện pháp là những người có công đức lớn. Thế mà những người có công đức lớn đấy cũng phải chết. Người có công đức lớn như vậy mà còn phải chết, huống chi là ta đức mỏng tội dày thì làm sao mà chết được. Đấy, tức là mình so sánh có rất nhiều có người có công đức, mà người có công đức người ta có sống được mãi không? Người ta cũng chẳng sống mãi được, cuối cùng cũng phải chết. Vậy thì mình để mình thức tỉnh thêm một cái điều, để chắc chắn thêm một cái điều nữa là vậy thì cái công đức của ta không lớn, công đức của ta rất là yếu, rất là mỏng, rất là nhỏ, rất là nhẹ. Cho nên là cái chết nó đến với ta nó sẽ dễ dàng hơn. Thế nào là so sánh mình với người có sức mạnh lớn? Sức mạnh lớn, ai là cái người có sức mạnh lớn? Ai là cái người có sức mạnh, sức khỏe phi thường là ai? Nên mình cứ tưởng nhớ đến những cái người mà có cái sức mạnh lớn, có sức khỏe, có cơ bắp, những cái bậc võ sư, những cái người mà học võ, người ta có thể, người ta khỏe hàng bằng trăm ngàn người khác, nhưng mà người ta còn sống không? Sức mạnh phi thường như Quan Tâm Trường cũng còn phải chết, huống chi là ta chân yếu tay mềm làm sao phải thoát chết được. Có rất nhiều người khỏe cũng chết mà. Vậy thì huống chi mình yếu này làm sao mà thoát chết được? Thế nào so sánh mình với người có thần thông? Tôn Ngộ Không có còn sống không? Ăn bao nhiêu đảo tiền thì còn sống không? Ăn cả đinh đan đây. Bây giờ có ai nhìn thấy Tôn Ngộ Không không? Hay là cứ vào trong rừng nhìn thấy con cháu Tôn Ngộ Không không? Mà Mục Kiền Liên, tức là ngày Mục Kiền Liên có một cái thần thông rất là lớn. Thế mà cuối cùng ngài còn chết, ra Mục Kiền Liên thần thông Diệu Đan Tiên mà ngài còn phải chết dưới tay bọn Ni Kiền. Thì ngày Mục Kiền Liên có thần thông rất là lớn, ngài có thể biến hóa, ngài có thể đi lên con trời, đi xuống địa ngục rất là tự tại, mà cuối cùng còn bị bọn ngoại đạo đánh chết. Bởi vì cái lúc đấy một cái ác nghiệp nó trổ lên, nó làm cho ngài không nhập được định, ngài không có chỗ được thần thông, ngài không thoát được. Thế mà ngài cũng còn bị đánh chết, yếu ớt như thân ta, làm sao tránh khỏi cái chết? Cái chết sẽ là đương nhiên. So sánh mình với một cái người có trí tuệ lớn, cái người trí với người ngu thì cái người nào dễ chết hơn? Người khôn thì người ta sẽ bảo vệ được mạng sống tốt hơn mà. Còn người ngu cờ cũng dễ chết. Bây giờ mình hay đi bắt đánh bắt một cái gì đấy, hay đi vào trong cái người mà hay đi đánh bắt, đi săn bắn, thấy có những cái con vật hơi động một tí là chạy mất. Nhưng mà ôi cái con này sao khôn thế nhỉ, để còn có mấy cái con phù khờ nó cứ thấy mồi là nó túm đến, nó ăn thế là mình bắt được. Hay là cái người nào đi câu cá, có những con cá nó khôn, nó cứ đến nó rỉa mồi mà nó không đớp cơm, những cái bảo ôi sao con cá này nó khôn thế nhỉ. Còn có những con cá thì cứ nặng một cái nó đớp thế là dịch câu chết. Ở đây mình ngu mình chết, trong mồi nó có lưới câu mà.
Vậy thì bây giờ cái người nào ngu là người đấy dễ chết hơn, người khôn thì người ta sẽ sống tốt hơn, người ta sẽ giữ được cái mạng sống lâu hơn. Thì bây giờ so sánh với người có trí tuệ lớn, hai là người có trí tuệ lớn, hai là người khôn. Khôn bậc tướng quân chánh pháp đạt trí tuệ siêu phàm mà ngài còn phải chết. Bậc tướng quân chánh pháp là ai? Ngài Sariputta này, ngài Sariputta, Sariputta là ngài Sariputta, thế mà ngài cũng phải chết. Ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất trong những vị đệ tử của Đức Phật, cuối cùng ngài đâu có sống mãi được, phải chết. Cũng chi giải cờ như tôi làm sao tránh khỏi cái chết được, chết đang chờ đợi. So sánh mình với Đức Phật độc giác, so sánh mình với Đức Phật độc giác. Bích chi Phật độc giác tự tại đạt vô vi, ngài còn không tránh khỏi theo luật thường ra đi. Hỡi ơi kẻ, ta là kẻ nhỏ bé tí 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 thì làm sao tránh khỏi thần chết có tha gì? Có phải không? Đức Phật độc giác mà ngài còn phải chết luôn. Cũng chỉ mình có so sánh được với ngài không? So sánh với ngài mình chỉ giống như là một cái giọt nước so sánh với đại dương. Thế mà ngài cũng đâu có sống mãi được, còn phải chết này. Thế thì mình bé tí, cho nên là mình chỉ cần một cơn gió thổi qua là nó cũng mình cũng nát tan, mình chết rồi, còn đời rồi. Thế nào là so sánh mình với Phật toàn giác? Đức Phật toàn giác, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Bổn Sư có vào không? Ngài còn xa lợi. Thế Tôn toàn giác trí, bậc giải thoát sầu bi, bậc thượng nhân tam giới, chẳng lưu luyến cõi đời. Ngài đâu có lưu luyến cõi đời, nếu ngài lưu luyến cõi đời thì ngài sống thêm được mà. Lúc ngài còn chết, ngài có gợi ý với ngài A Nan, một bậc mà có tứ thần túc, người ta có thể sống tới hơn một kiếp được. Nhưng mà ngài A Nan không có hiểu ý, không có tỉnh ngài, cho nên ngài không có lưu luyến cõi đời đâu, ngài nhập niết bàn. Còn ta là một sinh linh bé nhỏ, làm sao ta tránh khỏi thần chết chẳng có chữ ai hết. So sánh, đấy là so sánh hết rồi nhá, còn ai để so sánh nữa? So sánh như vậy đã chấp nhận cái chết chưa? Chấp nhận chưa? Hỏi mình đã chấp nhận cái chết chưa? Đã chấp nhận rằng tôi sẽ chết chưa? Tôi đang chết. Mình có đang chết không? Đang chết dần, chết mòn. Đang chết dần, chết mòn, chết từng ngày tháng. Mỗi một cái ngày tháng trôi qua là mình là chết dần, chết mòn. Cứ mỗi mùa thu qua, mẹ tôi lại thêm một tuổi, hay là mất đi một tuổi. Ngày trôi qua là tôi lại tiến đến ban thờ càng gần thì đấy là tưởng nhớ về cái chết. Thế nào là tưởng niệm về thân thể bị san sẻ với nhiều chúng sinh? Nếu mà mình tưởng như vậy, mình so sánh như vậy mà mình vẫn chưa thức tỉnh về sự chết, thì lúc đấy mình sẽ tưởng đến cái thân này đang bị chia sẻ với rất nhiều chúng sinh khác. Cái thân thể của mình, thân thể này là của ai? Cái thân này là của ai? Là của mình, hay nó là cái nhà của những cái con sâu bọ? Như cái thời ngày xưa là cứ ngồi với nhau là bắt đầu bắt cháy cho nhau, ngồi với nhau bắt cháy, nhấm cháy, bắt rận. Mà tại sao bây giờ mình lại đi mình sát hại hết chúng nó đi vậy? Mình đấy là nhà của nó, trên đầu mình là nhà của mấy con cháy, mình không để cho nó ở, mình đi bắt nó đi. Có ai bây giờ mà chui vào nhà mình mà bắt mình đi không? Cái thân thể của mình là nhà của rất nhiều chúng sinh. Thân thể này thực sự là lãnh địa của nhiều chúng sinh, run sán sâu bọ vi trùng đang sinh sống. Nó bám vào ra ngoài thì nó lấy ra ngoài làm thức ăn, bám vào da trong thì lấy da trong làm thức ăn, nó bám vào thịt thì nó lấy thịt làm thức ăn, nó bám vào máu thì lấy máu làm thức ăn. Đấy. Nó bám vào gân, vào xương, vào tủy thì nó lấy những cái thứ đó làm thức ăn.
Có phải trong trong người mình có những cái con đấy không, những con virus này không, những con vi trùng không, những con vi trùng nó bám đầy vào người mình. Bây giờ mình thử mang kính hiển vi đến mình soi cho mình đếm xem nó ra bao nhiêu con, nó ra bao nhiêu con. Mà bây giờ mình đếm con thì nó không ra được, mình chỉ đếm xem nó có bao nhiêu loài, mình chỉ đếm xem trên thân thể mình nó có bao nhiêu loài. Cháy là một, rận là hai, run là ba, sán là bốn. Hay là bắt đầu cái loại virus H5 phải có H1, H3, H4 không? Nhưng mà cộng vào thì có khi trong mình có phải có tới hàng mấy nghìn loài. Nếu mà bây giờ mà đếm hết trong thân mình nó có mấy nghìn chục mấy cái nghìn bộ tộc của virus này nó đang ở này, vi trùng này nó đang ở này, mấy nghìn bộ tộc sâu bọ nó đang ở này. Cả đất nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Nhưng mà bây giờ mình thu thử lại vào cái thân mình này, các cái dân tộc sâu bọ này nó còn đông rất nhiều dân tộc. Và những cái loài này bây giờ nước Việt Nam này được 100 triệu dân rồi. Bây giờ mình thử đếm trên cái thân này xem là nó đến mấy trăm triệu loài, mấy trăm triệu cái dân số này. Không đếm hết được luôn. Cái dân số sống trên thân này nhiều lắm. Như vậy thì cái thân này là của ai? Nó là một cái quốc gia, một cái quốc gia, một cái quốc độ của rất nhiều chúng sinh. Thân này là nhà ở của sâu bọ, chúng tự do ăn uống sinh sôi nảy nở ở đấy. Mình ăn vào một cái mấy con giun nó đã đớp, nó ăn nặng luôn. Nó ăn xong rồi nó no bụng thì nó nô đùa ở trong đấy. Nhưng mà khi nó đói bụng thì nó làm sao? Nó đói bụng bắt đầu nó quằn quại lên, nó bảo cho ta ăn, cho ta ăn. Không cho ăn ta ăn, ta chui lên ống mật cho biết giờ. Nên nó có những người bị giun nó chui lên ống mật, ta ăn cho nó ăn này, chui lên nó quậy phá. Cho nên là cứ đói làm sao, cứ đói nó đau bụng. Ở trong đấy có mấy cái bộ tộc nó đang đói. Cho nên là nhớ lúc nào phải chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ để cho nó yên, cho nó chơi vui vẻ, nó chơi. Chứ nếu không nó mà đói thì mình nó quậy cho chết. Thân này là nhà vệ sinh của sâu bọ, chúng tự do đi đại tiểu tiện ở trên nó, có phải không? Thì nó đi đại tiểu tiện nó có ra ngoài không? Đại tiểu tiện ngay ở trong đấy, ăn trong đấy nó đại tiểu tiện ở trong đấy. Vậy cái thân của mình là cái gì đây? Là cái nhà vệ sinh của mấy cái con đấy, cái con sâu con bọ. Thân này là bệnh viện của sâu bọ, nó đau ốm bệnh tật ở trong đấy, cái đầu nó có đi ra bệnh viện ở ngoài đâu, nó ốm ở trong đấy. Thân này là nghĩa địa của sâu bọ, nó chết chóc ngổn ngang ở trên đấy. Vậy thì cái thân này nó có phải của mình không? Vậy thì thân này thật sự đang được chia sẻ với rất nhiều chúng sinh. Thân này chia sẻ như vậy. Thế nào là mạng sống mong manh? Mạng sống rất là mong manh. Mong manh, cái gì là nó mong manh? Mong manh như ngọn đèn trước gió. Bây giờ có một cái ngọn đèn dầu mà đưa ra trước gió thì nó rất là mong manh, thổi một cái là tắt. Cho nên là người ta bảo yếu thì đừng ra gió. Ra gió nó thổi cho một cái, mình trúng gió luôn rồi. Thế vậy là mạng sống nó rất là mong manh. Những nguyên nhân đưa đến cái chết rất là nhiều, và nó luôn rình rập ở quanh ta. Một lần ngạt thở thôi là có thể chết. Chẳng may bây giờ ngã xuống mương, ngạt thở 5 phút, người ta chạy đến thì hô hấp không kịp rồi, vấp ngã một cái chết. Làm đi tự nhiên té ngã cái chết, ngộ độc một cái chết, trúng gió một cái này chết, rắn cắn một cái này chết, bị người khác người ta hãm hại chết, nóng quá chết, lạnh quá chết, đói quá chết, no quá chết. Như vậy thì mạng sống này nó rất là mong manh như vậy, khó giữ. Còn chuyện chết thì sớm muộn gì cũng xảy ra.
giữ được mạng sống thì khó. Còn cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Trong bằng này cái chết thì mình sẽ chấp nhận cái chết này. Bằng này cái chết này, mình muốn chết với cái nào đây? Chẳng muốn chết với cái nào phải không? Bây giờ cho mình chọn một cái chết, mình chọn cái gì? Chọn cái chết. Trước chi cũng, mà trước sau gì thì cũng phải chết. Thì bây giờ cho mình lựa chọn, thì mình chọn cái chết gì đây? Mình xưa có một cái vị sư bị mà các ngươi đã thấy ai ngồi mà chết chưa? Là dạ có. Đã thấy ai nằm mà chết chưa? Là dạ có. Có phải không? Người nằm ngồi chết rồi cũng có. Và đã thấy ai chết đứng chưa? À, cũng tuy là ít nhưng mà cũng có người chết đứng rồi. Thế đã có ai vừa đi vừa chết chưa? Có ai vừa đi vừa chết chưa? Thì vị này bảo hình như chưa, trên đời này chưa có ai. Và hôm nay sư phụ sẽ trình diễn cho một bài đó là vừa đi vừa chết. Thế là vị thầy đấy lấy một cái que, bị vạch một cái con đường ở đằng trước, ý bảo bây giờ ta sẽ đi từ điểm này đến điểm kia, rồi ta lại đi từ điểm kia đến điểm này. Và khi mà ta đi từ đây đến kia là ta sẽ chết, và còn ta đi từ kia lại đến đây là ta đã chết rồi. Đấy, và vị đó làm đúng như vậy, vị đó làm đúng như vậy, tất cả mọi người chứng kiến vị đó đi từ cái điểm này đến điểm vạch, cho vị đó đi ngược lại từ điểm vạch này đến điểm này. Đấy, và trên cái con đường mà vị đó đi trở lại là vị đó đã chết, và về đến điểm xuất phát là vị đó đã đứng và không còn sống nữa. Và lúc đấy thì các đệ tử mới đem đi thiêu. Đấy là một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà cái thời đấy là sau Đức Phật một thời gian. Thì những cái vị hầu như những cái vị mà đã chứng đến quả A La Hán hoặc là những cái vị mà có cái định lực lớn, có cái thần thông lớn, thì vị đó có thể thực hiện được cái chết theo ý mình, có thể thực hiện được một cái chết rất là nhẹ nhàng. Tức là hầu như những vị này sẽ biết được thời điểm chết. Còn ngài A Nan thì đến khi mà ngài gần chết rồi ngài báo trước cho mọi người biết là đến cái ngày đấy là tôi sẽ nhập niết bàn. Thì lúc đấy thì có hai vị vua ở hai nước, ở hai cái quốc gia này, và đến là thì ngài hãy sang đất nước của chúng con để ngài nhập niết bàn, để cho chúng con xây tháp tôn thờ. Thế là cái vị vua bên kia cũng đến mở, và ngài hãy đến nhập niết bàn, ngài hãy chết ở bên nước con này để cho con được xây tháp tôn thờ. Thế là hai nước này không chịu, hai nước này đem quân đến và định đánh nhau. Đến cái ngày mà ngài nhập niết bàn thì ngài ra bên bờ sông Hằng. Thì hai cái quốc gia là hai cái quốc gia sống ở hai bên bờ sông Hằng. Thì bây giờ hai bên là tranh nhau, ai cũng muốn ngài chết ở bên nước của mình. Đấy, người này cũng muốn ngài chết bên nước mình, người kia cũng muốn ngài chết ở bên nước của mình, và mang hai đội quân ra túc trực để sẵn sàng đánh nhau, để tranh nhau cái xác thân của ngài, tranh nhau cái xa lợn của ngài. Thì lúc đấy ngài mới chết bằng cái cách đó là ngài dùng thần thông, ngài bay lên không, bay lên giữa sông Hằng, mà ngài dùng cái nửa tam muội, tức là ngài thực hành thiền biến xứ lửa rồi mà. Cho nên lúc đấy ngài nhập vào cái biến xứ lửa, ngài biến nó thành, ngài tạo ra lửa để ngài tự đốt thân ở trên hư không. Sau đó ngài phân chia cái xá lợi ra làm hai phần, ngài là xá lợi rơi xuống bờ sông bên này một phần, rơi xuống bờ sông bên kia một phần. Thế là hai ông vua đều có xá lợi mà không đánh nhau nữa. Thì cái chết của những cái bậc tu đạt đến cái mức cao độ như là các bậc A-la-hán thì chết thật là chết thật là đàng hoàng, không? Chết như vậy mới đáng chết, chết như vậy mới đáng chết, chết thối chết tha thì chán. Thế nào là không tướng? Không tướng, không tướng tức là mình quán đến cái chết là không có hình tướng. Vô tướng có nghĩa là cái chết không có báo trước. Cái chết này không hề có báo trước. Thứ nhất là sẽ không báo trước về tuổi thọ. Tuổi thọ không báo trước. Người có thể chết trẻ, có người thì chết trung, có người chết già, tuổi nào cũng có thể chết được. Thế là cái tuổi thọ, bây giờ có người bảo là bây giờ hãy tu tập đi, mà tôi còn trẻ mà, tôi việc gì tôi phải tu tập. Bây giờ bảo là
mày mà làm việc ác vậy sau này mình chết bị đọa địa ngục thì sao? Mình còn trẻ mà cứ nghĩ đến cái chết làm gì. Nhưng mà cái chết thì nó có quy định tuổi không? Nó không quy định tuổi. Mà ông già thì chắc chết rồi, ông ấy phải làm cái việc tốt. Tôi còn trẻ, tôi còn sống còn lâu, giờ tôi cứ chơi bời đã, sau này mới quay lại quy y rồi là giữ giới sau. Thế nhưng mà cái chết lại không có báo trước. Có khi người già chưa chắc người ta đã chết trước, cái người trẻ là chết trước người già. Bây giờ nhìn đến cây bằng lá vàng với lá xanh, bằng lá nào sẽ rụng trước? Thì ai cũng bảo là lá vàng sẽ rụng trước, vàng sẽ rụng trước. Nhưng mấy con sâu thì nó lại chê lá vàng, phải không? Mà lá xanh ngon thế này tôi gì cũng ăn, đi ăn lá vàng làm chi? Thế là thần chết thì chê người già, già rồi bắt làm gì, xuống đây làm được cái gì đâu. Bắt mấy người trẻ xuống làm để phục vụ tốt hơn. Vậy cho nên rằng là chết không báo trước về tuổi thọ, tuổi nào có thể chết, từ 1 tuổi đến 100 tuổi, tuổi nào cũng có người chết hết, chứ không có bạn nào đến cái tuổi này mới chết. Không báo trước về bệnh tật, có người bảo tôi bị bệnh nhẹ mà tôi chỉ bị trúng gió tí thôi, bị cảm cúm tí thôi. Thế nhưng mà có người thì mà bị những cái bệnh nặng thì lại no. Nhưng mà có khi cái người bị bệnh nhẹ chết trước, có khi người bệnh nhẹ chết trước, bệnh nặng chết sau. Có cái bệnh gì là cái bệnh nó sẽ không chết đâu. Bệnh nó không báo trước về bệnh tật. Người có người chết do sốt rét, người chết ho nao, người chết bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi, tức là bệnh nào nó cũng có thể chết được, bệnh nào nó có thể dẫn đến cái chết được. Cho nên là không có cái nhất thiết là cứ phải cái bệnh này mới chết, bệnh kia mới chết. Không nhất thiết là cứ phải ung thư mới chết, không nhất thiết là cứ phải chỉ đa mới chết, không nhất thiết là cứ phải là những cái bệnh nguy hiểm mới chết. Nên là có những cái người sao người ta hơi có một chớm bệnh một tí người ta đã chết, chớm bệnh một chút xíu thì hơi mệt mệt một tí mà tôi nằm nghỉ một tí người ta nằm người ta chết. Mà ôi sao cái người này dễ chết thế? Thì cái bệnh tật nó không báo trước, không báo trước mà cứ phải cái bệnh đấy mới chết, mà bệnh nào cũng có thể dẫn đến cái chết. Vậy thì chết không báo về bệnh tật, chết không báo trước về thời gian. Không có quy định là con người chỉ chết vào buổi sáng mà không chết vào buổi chiều, hay là chỉ chết buổi sáng buổi chiều chứ không chết ban đêm. Không có quy định là con người cứ phải chết ban đêm chứ không chết ban ngày. Thường thường người ta hay chết vào cái thời điểm nào nhất, ban ngày hay ban đêm? Chết giờ người ta hay chết vào ban ngày hay chết ban đêm? Ban ngày cũng chết, ban đêm chết, giờ nào cũng có thể chết được hết. Cho nên là không phải cứ không có nghĩa là mà ủa bây giờ ban ngày chắc mình chả chết được đâu, yên tâm. Ban ngày chết có người mà ôi bây giờ ban đêm đi ngủ thì làm sao chết được, yên tâm. Nhưng chưa chắc mà đã ngủ được đến sáng mai vì nửa đêm đã chết rồi. Vậy thì bất cứ một cái giờ nào cũng là giờ chết. Cho nên tại sao người ta cứ đi xem bói mà giờ tốt giờ xấu, mà sao giờ tốt mà lại cũng có người chết, và tại sao lại không chết? Tại sao nói là có giờ tốt giờ xấu mà nói là cái giờ đấy là giờ tốt mà sao lại vẫn có người chết vào giờ tốt? Và cho nên là cái xem giờ có đúng không? Xem giờ là cái xem giờ nó chỉ là một cái con người ta tự đặt ra vậy, tự chế, nhưng không có thật. Xem ngày, hôm nay là ngày tốt, hôm nay là ngày xấu. Tại sao ngày tốt lại có người chết? Ngày tốt, ngày xấu, vậy thì không có ngày tốt, ngày xấu thì hết, không có giờ tốt, giờ xấu nào hết, giờ nào cũng có chết được hết, ngày nào cũng chết được hết. Đấy là cái chết nó sẽ không báo trước về thời gian. Đừng có nghĩ là cái thời điểm nào là cái thời điểm không chết, mà cái lúc nào cũng có thể chết được. Cái chết nó không báo về nơi chốn, không có báo trước là cái người này sinh ra ở nhà sẽ chết ở nhà, sinh ở ngoài đường thì chết ngoài đường, sinh bệnh viện chết bệnh viện, không có chuyện đó. Mà có người chết ở nhà, có người chết ngoài đường, có người chết trên cạn, có người chết dưới nước, có người chết ở quê hương, có người chết tha phương, bất cứ nơi nào cũng có thể chết được.
nơi chốn là sẽ không có báo trước, đâu cũng rồi cũng có lúc phải chết. Không báo trước về sinh thú, tức là chết cũng sẽ không báo trước là người chết đấy sẽ đi đâu, sẽ sinh về đâu. Nên bây giờ không biết là người chết, bây giờ người thân mình chết thì sinh về đâu, bây giờ mình cúng bái những người ta có ăn được không. Chết rồi là lần đầu tiên là mình sẽ làm bát cơm quả trứng, mình cho mình cúng với những người chết, người ta có ăn không, người ta có ăn không, có phải có dĩa xôi, có ngải chuối, có quả trứng bát cơm cho nên để cúng cơm. Không có báo trước cho mình biết mà sao cái người này chết không báo mình biết là tôi chết tôi sẽ sinh về cái đấy, nơi đấy, nơi đấy. Mà tức là chết mà không báo trước, không có người chết nào báo là ồ hôm nay tôi chết là tôi sẽ sinh vào cái sang cái nhà người kia kìa, mai tôi sẽ làm cái đứa bé ở nhà đấy, sang bế tôi về mà nuôi nhá. Không có người nào chết mà báo trước, báo trước là mai chết sinh làm chư thiên. Chết không báo trước, có người chết thì sinh lên thiên giới, có người chết thì đọa xuống địa ngục, có người chết thì làm súc sinh, có người chết rồi sinh lại làm người, bất cứ cõi nào cũng có thể tái sinh vào mà không báo trước. Những cái cõi sống sau khi chết là mà mỗi người sẽ đi về cõi sống khác nhau, mình không thể biết trước được, mà bản thân mình cũng chưa chắc đã biết trước là mình sẽ đi đâu. Bây giờ mình có biết được là kiếp sau mình sẽ đi về đâu không? Đi về đâu? Rất ít người có thể biết trước được cái sinh thú của mình. Thì những người nào mà hành thiền đến quán được nhân duyên thì mới biết được cái sinh thú của mình. Là người nào mà quán được đến cái pháp duyên khởi, quán được quá khứ và quán được tương lai thì người đấy biết được mình sẽ sinh về đâu. Còn lại những người thường khác thì không biết được, không biết được mình sẽ sinh về đâu hết. Thế nào là giới hạn của đời người? Giới hạn của đời người tức là con người có giới hạn. Giới hạn thôi, mình có muốn sống nữa cũng không sống được. Quy định tuổi thọ là như vậy. Tuổi thọ của con người giới hạn, người thọ lắm cũng chỉ dưới 100 tuổi. Như cái thời bây giờ, không ai sống hơn 100 tuổi. Mỗi ngày trôi qua thì mạng sống lại ngắn đi một chút. Như con bò đang đi đến lò mổ, mỗi một bước đi giảm đi một chút. Từ cái lúc mình sinh ra, mọi người cứ mong ăn nhanh như này còn cháu lớn nhé, mong sao 10 năm nữa nó trở thành người lớn nhỉ, mong sao cho 20 năm nữa nhỉ, cứ mong sao cho cháu lớn để trở thành một cái người trưởng thành nhỉ, mong sao rồi sau này trở thành người thành đạt, mong sao để sau này trưởng thành có gia đình nhỉ, mong sao rồi cháu nên được làm cha nhỉ, mong sao rồi cháu được làm ông nhỉ. Mong rồi cuối cùng là đi đến đâu? Mong như vậy. Cuối cùng là đi đến một cái đích cuối cùng là đi đến đâu? Đích cuối cùng là đi đến nghĩa trang. Và ô thôi, thì ta càng mong chóng lớn càng về gần với nghĩa địa. Càng mong chóng lớn lại càng về gần với nghĩa trang. Lúc đấy mới thức tỉnh này. Làm biết vậy lúc đấy mình cứ mong mình còn trẻ các bạn, cứ mong như còn trẻ này. Sao dại thế mình cứ mong như chóng lớn. Như người ta dắt con bò đi thì con bò mong sao chóng về đến nhà thì còn phải đi. Về đến nhà thì người ta lại mổ, người ta làm thịt. Vậy thì từng mỗi một bước đi vậy thì mình cứ mong cho ngày tháng trôi qua, mong cho chóng đến Tết nhỉ, mong chóng đến Tết nhỉ, được thêm một tuổi nhỉ. Càng chóng đến Tết thì lại càng chóng đến cái chết. Như con cá gặp hạn, mỗi ngày ao nước bơi đi. Mỗi một ngày trôi qua thì đến cái mùa hạn, mỗi một ngày trôi qua thì cái ao nước bơi đi một tí. Thì con người cứ mỗi một ngày trôi qua thì cái tuổi thọ nó bơi đi một tí. Sống ở đời sống như ở trong nhà lửa, sớm muộn gì cũng bị lửa tử thần nó thiêu trụng mạng cho. Thế nào là sự ngắn ngủi của từng sát na? Ngắn ngủi của mỗi một sát na là một cái sự ngắn ngủi. Sát na, sự thật tối hậu của cái thân năm uẩn này được gọi là danh, tức là cái phần tinh thần này được gọi là danh tâm.
Cái phần vật chất thì được gọi là sắc, danh và sắc liên tục sinh lên và diệt đi trong mỗi sát na, trong một thời gian rất là ngắn nên được gọi là sát na. Một cái chớp mắt đã trải qua hàng trăm ngàn sát na, tức là sanh giác, tức là trong một cái khoảng thời gian bằng một cái chớp mắt là cái danh sắc, tức là cái thân tâm của mình nó đã sinh diệt ra hàng trăm ngàn lần, hàng trăm ngàn lần sinh diệt như vậy. Tức là những cái khoảng khách mà nó sinh diệt của những cái hạt sắc ở trên thân, hay là những cái trạng thái tâm nó rất là nhanh, và trong kinh Đức Phật gọi là sát na, một sát na tâm, một tâm nó sinh lên nó trụ mà nó diệt luôn, một tâm khác sinh lên nó trụ một cái nó diệt, còn một cái sắc thì nó sinh lên nó trụ, và một cái sát na bị già nữa rồi một sát na chết. Tức là cái sắc thân này thì nó có cái trạng thái này sinh lên rồi an trú rồi già rồi chết, còn cái tâm này thì nó không có cái giai đoạn già, nó sinh lên cái nó chết luôn, sinh nó chỉ có ba sát na, sinh lên một cái nó trú một cái nó chết. Còn cái sắc thân này thì nó có một cái sinh lên, một cái nó phát triển, một cái nó già đi và một cái nó chết. Cho nên là cái sắc này nó chết chậm hơn cái tâm nó chết nhanh hơn cái sắc. Cho nên là người ta thấy là cái tâm nó thay đổi rất là nhanh, còn cái thân thì nó thay đổi chậm, cái trạng thái mà biến đổi của cái thân nó chậm hơn vì nó phải trải qua một giai đoạn dài. Thì trong cái đứa trẻ nó cũng có cái sự sinh diệt liên tục như vậy, sinh lên một cái chết đi. Trong một người lớn cũng có một cái sinh cái chết như vậy, sinh một cái diệt đi. Trong một cái người già cũng có một cái những cái trạng thái nó sinh lên và diệt đi. Đấy là cái sự ngắn ngủi của những cái sát na sinh diệt liên tục. Mà chỉ một cái người nào mà thực hành thiền tuệ và quán chiếu được danh sắc, tuệ chi được cái sự sinh diệt này thì mới thấy được cái trạng thái sinh diệt này. Và chỉ khi nào mà thấy được cái trạng thái sinh diệt này thì mới có cái sự thức tỉnh, mới có cái sự thức tỉnh, mới có cái sự giác ngộ, mới có cái sự giác ngộ và mới có cái sự gọi là buông xả tuyệt đối. Buông xả tuyệt đối là chỉ khi nào mình đạt đến cái trạng thái mà mình thấy được cái sự sinh diệt của danh sắc. Còn những cái trạng thái khác thì mình chỉ buông xả được ở mức độ tương đối. Khi mà một người niệm chữ chết thì cái người đấy sẽ khởi lên được cái tâm buông xả, buông xả với nội danh, buông xả với cái ngũ dục ở trần gian, nhưng mà nó chỉ buông xả được ở mức tương đối thôi. Nhưng mà khi nào một cái người mà tuệ chi được cái sự sinh diệt liên tục của danh sắc này thì họ mới buông xả đến mức tuyệt đối được, không còn khởi lên cái tham ái, không còn khởi lên cái tham đắm, cái đắm nhiễm với bất cứ một cái gì nữa. Nên là cái người đấy sẽ tự tại trước, vì người đó bắt đầu mới thể nhập được là thì ra mọi thứ trên đời này nó sinh ra nó phải diệt đi. Cái người nào mà khi mà đạt đến cái trạng thái mà tuệ chi được cái danh sắc này thì lúc đấy mới thực sự được gọi là người có trí tuệ, tuệ chi được cái pháp sinh diệt. Nhưng mà cái người đấy có tuệ chi được pháp sinh diệt rồi thì dứt hết những cái tham ái, không còn tham ái với bất cứ một cái gì trên trần gian nữa, không còn tham ái đối với thân năm uẩn này, không có tham ái đối với năm uẩn ở bên trong, tức là không còn tham ái với thân tâm của mình, không còn tham ái với năm uẩn ở bên ngoài, không còn dính mắc với người khác, không còn tham ái với vật chất, với bất cứ một cái gì nữa, quá khứ hiện tại và tương lai. Thì lúc đấy là người đạt được cái sự giải thoát. Vì vậy trong cái khoảng thời gian hơi thở vào hơi thở ra đã trải qua vô số lần sinh diệt rồi, mạng sống thực sự ngắn ngủi đến mức như vậy, những tiền sinh nào có thể tuệ chi được điều đó mới thực sự đạt được sự giác ngộ, đạt được giải thoát, đạt được bất tử, đạt được niết bàn và chấm dứt cái dòng sinh tử. Và Đức Phật rất là khuyến khích những vị đệ tử, những người đệ tử nào phải tu tập niệm sự chết. Và khi mà gặp các đệ tử Đức Phật thường hay hỏi: này các tỳ kheo, các ông có tu tập niệm sự chết không? Và các vị tỳ kheo nói: bạch Thế Tôn, chúng con có tu tập niệm sự chết. Và Đức Phật hỏi: các ông niệm sự chết như thế nào, tu tập niệm sự chết như thế nào? Thì có vị tỳ kheo là: bạch Thế Tôn, con tu tập niệm sự chết đó là con nghĩ rằng mạng sống này chắc chỉ nó cũng chỉ được vài ngày, mạng sống của ta chắc chỉ còn sống được vài ngày nữa chăng? Con thường tưởng niệm như vậy.
Nhưng có cái vị tỳ kheo thì nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con tưởng niệm đến sự chết rằng, con thường tưởng niệm rằng mạng sống của ta chắc chỉ còn được sống đến trong ngày hôm nay chăng? Cho nên rằng con phải tinh tấn để mà tu tập. Có vị tỳ kheo khác thì trả lời là: Bạch Đức Thế Tôn, con tu tập niệm sự chết, con thường tưởng niệm rằng là mạng sống của ta chắc chỉ còn sống được bằng một vài bữa ăn. Có vị thì nói là: Bạch Đức Thế Tôn, con tu tập niệm sự chết, con suy nghĩ rằng mạng sống của ta chắc chỉ kéo dài bằng một miếng ăn này chăng? Có vị tỳ kheo khác thì nói là: Bạch Đức Thế Tôn, con tu tập niệm sự chết và con tưởng niệm rằng mạng sống của ta chắc chỉ bằng một hơi thở ra hơi thở vào chăng? Thế lúc đấy Đức Phật mới bảo là những cái vị tỳ kheo nào mà có những cái tác ý như là mạng sống của ta chắc chỉ bằng vài ngày, hay là mạng sống của ta chắc chỉ bằng vài một ngày, hay mạng sống của ta chắc chỉ bằng một bữa ăn, hay mạng sống của ta chắc chỉ bằng vài bữa ăn, thì các vị tỳ kheo đấy vẫn còn phóng dật, tức là tưởng niệm đến sự chết ở cái mức độ như vậy vẫn còn phóng dật. Còn những vị tỳ kheo nào mà tác ý là mạng sống của ta chắc chỉ bằng một miếng ăn, hoặc là mạng sống của ta chắc chỉ bằng một hơi thở ra vào hơi thở ra, thì vị tỳ kheo đấy mới là những vị tỳ kheo tinh tấn, vị tỳ kheo tinh tấn tức là tưởng niệm đến sự chết. Thì tức là cái người nào mà thấy cái chết nó rất là gần thì cái sự thức tỉnh nó sẽ cao hơn. Còn cái người nào mà mình còn cảm thấy rằng cái chết còn xa lắm thì cái người đấy sẽ còn có phóng dật, tức là vị đó sẽ vẫn còn có ham chơi, vẫn còn có nơ nà, vẫn còn có cái sự chủ quan, vẫn còn nghĩ rằng đời còn dài. Khi nào mình còn có cái tác ý đời còn dài thì sẽ còn yêu đời, cho nên rằng là còn ham vui, còn thích những cái vui thú ở trần gian, còn phóng dật. Và cái người đấy sẽ cái sự tu tập sẽ lười biếng, sẽ lười nhác sự tu tập. Và hôm nay ta cần phải ngủ để lấy sức khỏe, khi mà có sức khỏe rồi thì hôm nay ta phải đi chơi đi tham quan chỗ này, đi làm cái việc kia rồi nè, đi thể thao, đi xem hát, đi có rất nhiều việc phải làm. Người đó sẽ thấy mình có rất nhiều phải làm, còn rất là nhiều những cái ham chơi, ham hố ở trần gian. Còn có cái người nào mà lúc nào cũng tưởng niệm đến sự chết thì cái người đấy sẽ nghĩ là: Ủa, cái việc này có ý nghĩa gì không? Làm cái này có ý nghĩa gì không? Bây giờ có một người mà cố gắng phấn đấu, tôi đang phấn đấu để làm cái này, tôi đang phấn đấu để trở thành như cái người, đang phấn đấu để trở thành cái người như thế kia, tôi phải tích lũy tài sản, tôi phải tạo ra được cái tạo ra được rất là nhiều cái uy tín, tạo ra nhiều cái năng lực, đáp ứng nhiều cái nhu cầu. Và cái người mà hay nghĩ đến sự chết, người ta sẽ suy nghĩ rằng này, làm cái này có ý nghĩa gì không, biết đâu ngày hôm nay mình chết thì sao, mình làm thành công rồi mai mốt thì chết rồi mình sẽ như thế nào đây. Thì cái người mà hay tu tập niệm sự chết thì lúc đấy nó có một cái sự gọi là co rút khỏi những cái nhu cầu về tham đắm. Còn cái người mà cứ nghĩ đời còn dài thì tăng trưởng cái tham dục, tăng trưởng cái tham đắm, tăng trưởng cái nhu cầu, tăng trưởng cái ham muốn. Còn cái người niệm về sự chết nhiều thì người ta nó bị giảm bớt những cái tham dục, những cái nhu cầu, những cái mong muốn. Vậy thì cái tu tập niệm sự chết là vậy, nó làm cho cái người đấy đạt đến cái trạng thái ni dục, đạt đến cái trạng thái không có tham đắm, không còn ham vui bất cứ một cái gì, kinh cảm. Giống như là Đức Phật lúc ấy là một vị thái tử Tất Đạt Đa, thì khi mà đi dạo chơi trong bốn cửa thành, mà lúc ấy là ngài có một cái công danh sự nghiệp rất là lớn, sắp sửa lên làm vua một cái quốc độ rất là sung mãn. Mà lúc ấy ngài nhìn thấy người già, tự nhiên ngài bảo: Ôi trời ơi, ngày mai mốt ta mà già như nuôi như người kia, ta dù có làm vua mai mốt đâu có tránh khỏi cái già. Vậy thì làm vua có nghĩa lý gì? Khi mà nhìn thấy một người bệnh, ngài cũng thấy: Ồ, mai mốt rồi ta có làm vua thì bệnh tật nó vẫn phải đến,
thì làm vua mà bị bệnh thì có nghĩa đi gì. Đến khi mà ngài nhìn thấy một người chết, em bảo ồ, thì dù có làm vua, dù có làm vua đi chăng nữa thì mai mốt cũng phải chết. Vậy thì làm vua có nghĩa nghĩa gì đâu. Vậy là lúc đấy ngài thấy trần gian là vô nghĩa. Lúc đấy và là lúc đấy ngài mới quyết chí từ bỏ đi xuất gia. Ngài thì hiểu được như vậy, nhưng mà ông vua cha ông không hiểu. Ông không hiểu được như vậy cho nên ông ngăn cản ông cho đi. Cuối cùng ngài phải quyết tâm từ bỏ hết. Từ bỏ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ngai vàng điện ngọc. Và ngài đi tu cũng chính vì cái sự kinh cảm này. Từ cái kinh cảm là khi thấy cái chết, thấy cái chết nó có cái sự kinh cảm. Vậy tại sao mà bây giờ mình đi đến đám ma mình cứ thấy người ta gào khóc, người ta khóc than, người ta khóc như vậy là người ta thương ai? Bây giờ nhà mình có người thân qua đời mà mình khóc lóc, khóc than, thì lúc đấy là mình thương ai? Mình thương cái người chết hay mình thương mình? Tại sao mẹ lại bỏ con mẹ đi? Tại sao cha bỏ con cha đi cha ơi? Thì lúc đấy ai khổ? Sao cha lại khổ thế này? Có ai khóc vậy không? Hay là bảo sao con lại khổ thế này? Thì lúc đấy là mình đã thương ai? Thương cha hay là thương mình? Vậy thì lúc đấy mình đang gào thắc là mình đang thương mình. Mình đang thương mình. Vậy thì tức là mình có cái mình đau khổ vì mình phải xa nhiều người thân. Mà cái người mà mình niệm sự chết thì cái người mà tưởng niệm sự chết thì đến khi mà có người thân chết thì chết là một quy luật tự nhiên, ai là cũng phải chết. Thì lúc đấy mình sẽ dừng dưng bình thường, ai sinh ra cũng phải chết đi, ai sinh ra cũng phải chết đi. Thì thường mà có một cái người ông vua, ông ấy có một đứa con trai yêu dấu nhất, mà lúc đứa con trai ông chết, ông nằm 7 ngày 7 đêm ông không ăn, lúc nào ông chỉ khóc thương, ông cứ ra bên mộ ông ôm cái nấm mồ ông khóc. Thì có một cái người em trai của ông vua, bây giờ ta phải thức tỉnh, cái ông anh này ông bỏ bê việc nước, ông cứ đi khóc đứa con. Thế này ông giả vờ bị điên, thì ông cứ nhìn lên trời, ông cứ cho ta con thỏ. Thế là cái ông anh, mọi người mới đến báo là trời ơi, em trai của ngài đã bị phát rồ lên rồi, ngài ra xem sao. Thế là ông vua này ông ấy nghe nói như vậy, ông quên mất cái nỗi khổ mất con. Ông lại sinh ra cái nỗi khổ là em bị tâm thần rồi. Mà trời ơi, em làm sao thế? Em muốn thỏ gì, thỏ vàng hay thỏ ngọc? Mà không, em chẳng cần thỏ vàng, thỏ ngọc này, em muốn có thỏ trên mặt trăng này. Mà thế thì em tự giết mình rồi. Một cái mà cái đó là một cái điều không bao giờ có được. Mà tại sao em lại mong muốn một thứ mà không ai có thể lấy được, không ai có thể đạt được. Và em ngu như vậy thì em chết rồi. Và thế tại sao anh lại còn ngu hơn? Một người chết rồi có bao giờ sống lại được nữa không? Sinh ra thì cũng phải chết. Nhưng ông này tự nhiên ông thức tỉnh. Mà ồ, thế từ 7 ngày cao mình cứ than khóc uổng công. Trong kinh cái bài kinh ví dụ con rắn ấy, được phải kể cái câu chuyện này. Có một cái người này, ông này lúc đấy là tiền thân của Đức Phật, ông là chủ nhà và ông dạy cả nhà tu tập cái pháp niệm sự chết, dạy từ bà mẹ này, từ ông bố này, bà mẹ này, rồi là vợ, rồi là con này, những người em, những tất cả những người ở trong nhà ai cũng thực hành cái pháp đó là niệm sự chết, lúc nào cũng tưởng nhớ đến sự chết, lúc nào cũng tưởng nhớ đến là mạng sống thì không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn, thì chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Ai cũng tưởng nhớ như thế, tưởng niệm như thế và làm cho cái tâm nó trở nên rất là thuần thục rồi. Thế rồi hôm đấy ông đi ra ngoài đồng đi cày, thì hai bố con đi ra đồng đi cày, thì này ông ấy đốt một mớ cỏ hơn nên thì lúc đấy cái khói nó ở trong cái đống cỏ nó có con rắn nó ra nó cắn ông chết. Cắn chết một cái thì cái người cha nhìn lên thì thấy con chết rồi. Thế là bế con lên trên bờ đặt rồi ông lại tiếp tục cày. Ông lại tiếp tục cày ruộng tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến gần trưa thì có một số người làm chóm đi về mà này các vị hãy về qua nhà tôi và nhớ bảo bà chủ nhà, đứa con dâu, đứa con gái và cái đứa đầy tớ gái của nhà tôi là hôm nay mang cơm ra đồng, chỉ cần mang một suất thôi.
và mọi người hãy mặc quần áo thật đẹp và để tất cả cùng ra đây. Thế mấy cái người hàng xóm thì không có hiểu gì hết, về nói lại với này, cái nhà này như thế, thì tất cả mọi người trong nhà nghe thấy một cái là hiểu ngay, ồ cái cậu con trai nhà này chết rồi, bà mẹ biết ngay, ồ con trai ta chết rồi. Đến khi mà cái cô vợ này nghe vậy biết ngay, ồ chồng ta chết rồi. Em gái nghe vậy hiểu ngay, ồ thì anh trai ta chết rồi. Nên tất cả mọi người bắt đầu cùng đi ra, mang cơm ra cho cái ông này. Thì ông này ông ăn xong, xúc miệng, bắt đầu bảo mọi người bây giờ tập trung vào chất củi và để đốt cái xác này. Đốt cái xác đấy, thì lúc đấy thì trong cái lúc mà đang đốt xác ấy thì cái ngai vàng của vua trời Đế Thích nóng này. Vua trời Đế Thích bảo, ồ biết có ai đang muốn chiếm cái ngai vàng của ta, quan sát trần gian xem có chuyện gì. Thì thấy cái nguyên nhân ở dưới là có một nhóm người đang đốt xác chết. Mấy cái người này đốt xác chết mà hà cớ gì mà nó lại rung động đến tận cái ngai vàng của vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích ông biến thành một người Bà La Môn đến hỏi, ở này các vị đang làm cái gì thế, các vị đang nướng thịt sống vào cho ta một miếng xem nào. Mà không, chúng tôi đang đốt người đấy, chúng tôi đang thiêu một cái người chết đấy. Bảo, ủa thế các vị đang thiêu một kẻ thù hả? Mà không, chúng tôi đang thiêu một cái đứa con trai ở trong nhà nó chết. Thế là cái vị vua trời này mới hỏi là ta không có tin. Thế thì các vị là ai? Mới hỏi bà mẹ, tại sao bà là như thế nào với cái người chết này? Và tôi là mẹ. Và tại sao mẹ mà lại không khóc con? Từ xưa đến nay bao giờ mẹ cũng thương con. Thế là bà mẹ này bà cũng bảo khóc làm gì cho thân thể nó gầy mòn, sớm muộn gì ai thì cũng phải sinh ra thì cũng phải chết đi, mà không gọi từ đâu nó đến đây, chẳng có ai xua đuổi mà nó tự nó đi ngay, nó đi nó đến đều như thế, sao phải khóc than nó trốn này. Đọc một cái bài kệ rất là tự tại như vậy. Thì là này ông hỏi đến ông bố cũng trả lời rất là tự tại, và ai rồi sống đi cũng phải chết, như con rắn nó lột da, như con rắn nó chút bỏ cái da tàn. Thì cái người chết thì đội gì phải khóc than, một cái da này thì nó lại có cái da mới khác. Thế thì tất cả mọi người đều trả lời một cách rất là thản nhiên, rất là thản nhiên về cái sự chết. Thì lúc đấy mới hỏi ra thì mới được biết được là cả nhà này mọi người đều gọi là tu tập cái đề mục là niệm sự chết. Tất cả mọi người trong nhà đều tu tập cái đề mục niệm sự chết, cho nên là đến khi mà có một cái người thân trong gia đình chết đi thì không ai là cái người buồn phiền hết, không ai là cái người phải than khóc hết. Đến lúc mà trong nhà mình mà có người thân chết, mà nếu mà mình mà không khóc thì người ta sẽ bảo làm sao? Bảo cái thằng này bất hiếu mà, bất hiếu, không biết thương, không thương cha, không thương mẹ, không có thương người thân. Nhưng mà thực ra người càng có trí tuệ thì cái người đấy lại càng có cái sự thức tỉnh, biết được là sinh tử là cái quy luật tự nhiên, là cái quy luật vô thường, ai cái gì sinh ra cũng phải chết đi. Vậy thì có sinh thì phải có tử, và một cái người niệm sự chết để thức tỉnh cái sự đời là như vậy, để không lãng phí cái thời gian ở trên cái cuộc đời này. Và mục đích niệm sự chết để làm gì? Đây là cái mục đích của mình, tưởng niệm đến cái chết, tưởng nhớ đến cái chết, ghi nhận cái chết để nhằm mục đích gì đây? Khi thiền sinh tưởng niệm sự chết để đạt đến chánh niệm an trú với chết làm đối tượng, những triền cái được áp đảo và sẽ chứng đắc được định cận hành. Thêm vào nữa, niệm sự chết sẽ sinh lên ý thức khẩn trương tu tập. Cái người niệm sự chết thì sẽ buông xả sự đời và khẩn trương tu tập, không lãng phí thời gian vào những việc tào lao vô ích. Những cái việc gì là việc tào lao vô ích? Những cái việc gì mà đến khi chết không mang được đi này, cái việc tào lao vô ích. Và cái gì là cái mà mình không mang đi được? Cái gì là cái mình mang đi được? Cái gì là cái mình không mang đi được? Nhà cửa có mang đi được không? Xây dựng nhà cửa là tào lao. Xe cộ có mang đi được không? Hãy cố gắng mua nhiều xe cộ là tào lao. Tiền bạc có mang đi được không? Tiền bạc không mang đi được, cố gắng để có tiền bạc là tào lao. Vợ chồng có mang theo được không? Cố gắng lấy vợ lấy chồng là tào lao.
Vô ích. Con cái mang theo được không? Cố gắng sinh kem để cái là tàm lao. Bây giờ làm cái gì đây? Cái gì nó không tàm lao? Cái gì mà mình mang theo đi được? Bây giờ cứ giữ giới, giữ giới, giữ năm giới, giữ tám giới là mình sẽ mang theo đi được. Cái công đức giữ giới, bố thí là cái mình sẽ mang theo đi được. Những cái gì mà mình bố thí đi thì mình sẽ mang theo được. Còn những cái gì mình giữ lại mình mang theo được. Những cái thiện nghiệp, những cái công đức mình đã làm mình sẽ mang theo. Những cái ác nghiệp mình làm mình sẽ mang theo. Nhưng mình thích mang theo cái gì? Thích mang theo cái ác hay mang theo cái lành, cái thiện? Mình chỉ mang theo được hai cái thôi. Đó là mang theo được cái thiện và cái ác. Thế bây giờ mình cố gắng làm cái gì để mà mang theo đây? Mang theo đi một túi thiện hay mang theo đi một cái túi ác? Mang theo đi một bao thiện hay bao ác? Mình vác cái bao nào đi? Mang theo bao ác thì mình sẽ đi vào địa ngục. Mang theo cái thiện mình lên thiên đường. Mang theo cái sự tu tập giới định tuệ mình đi đến niết bàn. Đừng làm những việc tào lao vô ích, mà làm những cái việc gì mà nó có ý nghĩa, mà sau này mình mang theo được ấy, thì hãy làm. Gì mà không mang theo được làm gì uổng công. Bây giờ mà làm thật nhiều để có nhiều vàng để lại cho con cháu, mà con cháu sau này nó chết nó có mang được không? Mình còn chả mang đi được nữa. Bắt nó mang làm chi? Bắt nó coi như khổ nữa. Niệm thứ chết sẽ sinh lên ý thức buông bỏ mọi dính mắc với trần thế, danh nợ phù du, cuộc đời như giấc mộng. Mình có thấy cuộc đời này nó có là giấc mộng không? Hay nó là một cái vở kịch, là một cái màn, một cái giống như là một cái bộ phim tuồng ảo hóa nó bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Thì cái niệm thứ chết là giác ngộ là vậy. Đi đâu loanh quanh cho đời mệt mỏi, hay là cái gì cát bụi là trở về cát bụi, cát bụi nào hoặc kiếp thân tôi cuối cùng là tôi trở thành cát bụi. Đấy là niệm sự chết thì mới giác ngộ là thế. Niệm sự chết làm cho sung mãn, được làm cho thuần thục, sẽ đạt được pháp bất tử, sẽ chấm dứt tái sanh. Nếu mà cái người nào cứ niệm sự chết đến một cái mức thuần thục thì sẽ đạt được đến cái sự bất tử, đó là cái sự chấm dứt tử sinh, chấm dứt cái dòng luân hồi. Mình nhàm chán mình buông bỏ hết để mình chuyên tâm tu tập thì nó sẽ đi đến chấm dứt luân hồi thôi. Đấy là mục đích của cái niệm sự chết này như vậy. Mà chịu khó hành thiền niệm sự chết ha. Hết cái bài niệm sự chết. Mahidika, 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 Mahidika.